Nghi thức trì tụng kinh Phổ Môn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần. Mở kinh. Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa quyền di. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, còn lại 4 uẩn kia cũng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân ý 6 căn, không có sắc thanh hương, vị xúc pháp 6 trần, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc. Vì không có sở đắc, khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật, thì tâm không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong 3 đời y diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Gate gate baragate barasamgate bodhisoha. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn. Đây tòa Diệu Pháp Liên Hoa Phổ Môn một phẩm thơm lời kinh thi, linh màu pháp nhũ quyền di, hoa quang bủa khắp từ bi mẹ hiền. Ngài vô tận ý khởi duyên, cầu xin Phật nói lý quyền cơ thâm. Nhân vì Bồ Tát Quán Âm, đẹp như tên gọi cõi trần lưu danh. Thế Tôn từ mẫu giải rành, chúng con được hiểu muôn sanh tỏ tường. Phật nhìn đại chúng mắt thương, nụ cười hoan hỷ tuyên dương pháp màu. Quán Âm bi trí rộng sâu, tùy hình ứng hiện khổ sầu nhẹ vơi. Lắng nghe tiếng gọi muôn nơi, tầm thanh thị hiện kịp thời cứu nguy. Xuống lên biến hóa tương tùy, đến đi vô ngại giữa dòng nhân gian. Quán Âm chịu lực vô vàn, niệm danh Bồ Tát thoát dòng tai ương. Lửa dây thiêu đốt phố phường, niệm danh Bồ Tát lửa liền tắt ngay. Nước ngập bão lụt đoanh dây, niệm danh Bồ Tát có thuyền đến ngay. Gặp quân bạo ác lưu đày, niệm danh Bồ Tát ác kia quá hiền. Gặp loài ác quỷ dạ xoa, niệm danh Bồ Tát phép màu giải dây. Bị trù bị ếm cuồng ngây, niệm danh Bồ Tát gặp thầy chữa thương. Đi buôn gặp cướp đón đường, niệm danh Bồ Tát khách thương an toàn.
dục lòng đắm sắc mê say, niệm danh Bồ Tát tỉnh lòng hôm mai. Muốn cầu con gái con trai, niệm danh Bồ Tát gái trai phỉ nguyện. Bồ Tát vô tận khởi duyên, Như Lai giải rõ diệu quyền cơ thâm. Quán Âm hạnh nguyện khôn lường, hiển bày phương tiện độ trần mê say. Pháp hành lưu diễn đó đây, ba hai thân tướng đổi thay diệu thường. Thanh văn bích chi pháp dương, Đế Thích thiên tướng phạm dương thánh hiền. Sa môn trưởng giả chư thiên, quan dân cư sĩ phước điền giàu sang. Môn nhân quý tiện cơ hàng, tỳ khưu nam nữ loại hình khác nhau. Dạ xoa càng thác la hầu, ca lâu khẩn na ma hầu già la. Kim Cang Bồ Tát thánh phàm, tùy hình quá hiện độ hàm linh an. Pháp lành vô úy truyền ban, Quán Âm từ mẫu mẹ hiền nhân gian. Bồ Tát vô tận cùng hàng, Thiên Long tứ chúng cúng tràng ngọc châu. Tỏ lòng tín nhiệm thâm sâu, Quán Âm Bồ Tát nhiệm màu từ bi. Kính nhường tận lễ thiết thi, Quán Âm dân cúng mâu ni nửa tràng. Nửa tràng đem để tháp vàng, cúng Phật đa bảo đức lành niệm ân. Vì vô tận ý giải phân, Như Lai tóm lược kết phần kệ tuyên. Người nghe hạnh Quán Âm ứng hiện khắp mọi nơi, nguyện rộng sâu như biển không thể nghĩ luận bàn. Trải qua hàng xa kiếp, phát nguyện lớn trong sạch, nghe tên cùng thấy hình, Quán Âm thường nhớ nghĩ. Hay diệt mọi khổ não, như có người muốn hại, xô xuống hầm lửa thiêu. Nhờ sức niệm Quán Âm không mảy may nguy khốn, hoặc bị kẻ thù đuổi ngã dấp nơi núi đá, nhờ sức niệm Quán Âm không tổn hại thân thể, hoặc gặp phải giặc dây dùng dao gậy toan giết. Nhờ sức niệm Quán Âm kẻ thù sanh tâm thiện, hoặc bị nạn pháp luật tra hành hình sắp chết. Nhờ sức niệm Quán Âm đao gươm gãy từng đoạn, hoặc bị tù xiềng xích tay chân bị gông cùm. Nhờ sức niệm Quán Âm giải trừ mọi tai biến, hoặc gặp quỷ la sát. Nhờ sức niệm Quán Âm ác quỷ không dám gần, gặp thú dữ vây quanh. Nhờ sức niệm Quán Âm thú dữ liền bỏ đi, bị trùng độc tác hại. Nhờ sức niệm Quán Âm chất độc tự giải trừ. Mây đen mưa sấm sét, nhờ sức niệm Quán Âm mây tan trời quang tạnh. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức bách, Quán Âm diệu trí lực hay cứu người đau khổ. Đầy đủ sức thần thông, trí tuệ làm phương tiện, khắp cõi nước mười phương Quán Âm đều hiện thân. Vào ra trong đường ác, địa ngục quỷ súc sanh, khổ sinh và đau chết, không còn bị bức não, thấy lẽ thật trong suốt, đèn tuệ lớn chiếu soi, tâm từ bi vô lượng. Thường nguyện thường chiêm ngưỡng, hào quang sáng trong ngần, mặt trời xua bóng đêm, cản ngăn nạn gió lửa, sáng rỡ khắp thế gian, tiếng lành vang sấm dậy. Ý lành tở đường mây, dưới mưa pháp cam lộ, dập tắt lửa phiền não, kiện tụng hầu cửa quan. Hoảng hốt nơi chiến địa, nhờ sức niệm Quán Âm binh lửa đều dẹp trừ.
pháp quyền diệu Quán Âm chuyển động khắp trời đất. Vượt các tiếng thế gian, khởi tín tâm thường niệm. Khi niệm lòng không nghi, Quán Âm bậc từ mẫu, trừ khổ não tai ách. Quán Âm chỗ nương tựa, đầy đủ mọi công đức. Mắt thương nhìn cuộc đời, phước rộng sâu như biển, xin cúi đầu đảnh lễ. Bấy giờ ngài trì địa đứng dậy lễ Phật thưa: hễ có chúng sanh nào nghe làm theo kinh dạy, trí lực được tự tại, sức thần thông ứng khắp, công đức của người ấy thật khó nghĩ khó lường. Nhờ nghe lời Phật dạy, trong đại chúng hôm đó 84.000 người đều phát tâm rộng lớn, tu pháp môn vô lượng, nguyện độ khắp mọi loài. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Văn quy nguyện. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân. Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tướng tốt đoan trang, trí dập đi viên mãn. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần, làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Xin Phật Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Trì niệm. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút. Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở, bốn loài sinh lên đất tình, ba cõi thác quá tòa sen, hằng sa ngạ quỷ chứng tam hiền, dạng loại hữu tình đăng thập địa. Nam mô Đăng Thập Địa Bồ Tát. Hộ trì Phật Pháp trời Atula và Dược Xoa, đến đây nghe pháp nên chí tâm, ủng hộ Phật Pháp được thường còn. Xin nhớ làm theo lời Phật dạy,
tất cả đến đây cùng nghe pháp, hoặc ở dưới đất hoặc trên không, hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương, ngày đêm an trú trong chánh niệm, nguyện cho thế giới thường an ổn. Vô biên phước trí ích quần sanh, hết thảy tội chướng đều tiêu trừ, xa lìa khổ não lòng an tịnh, đại chúng nhất tâm trì giới hành, công phu thiền định gắn cần chuyên, đóa hoa huệ giác nở trang nghiêm, khắp nơi mọi loài đều an lạc. Quay về nương tựa, con về nương tựa Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Hồi hướng, trì tụng kinh thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Pháp tu Quán Âm. Trong đời sống chúng ta ít có thì giờ đều đặn để tụng kinh, ngồi thiền cho có sự định tâm, trao dồi ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, để bổ khuyết cho việc tu tập, tiêu trừ tai chướng, tưới tẩm niềm vui hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta nên phát nguyện trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, như khi lái xe, nấu ăn, ngồi đợi xe buýt, chờ bác sĩ, tưới cây, làm giường, lau nhà cửa. Trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm và theo dõi từng ba hơi thở ra vào là một phép thiền Quán Âm rất có tác dụng và linh nghiệm. Thở vào, thở ra là một hơi thở, và thầm niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ theo dõi từng ba hơi thở như thế cho vững chãi, rõ ràng sau khi đọc bài kệ sau đây. Kệ niệm Quán Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát, đấng linh thiêng nhiệm màu, con thành tâm tưởng niệm, kính lễ xin quy y. Chăm niệm như thế thường xuyên trong mọi lúc, đêm cũng như ngày, để được định tâm, tinh thần an ổn và mọi sở cầu sẽ được như ý. Trong lúc ngồi thiền, làm việc cho chí vào nhà tắm, ta vẫn có thể trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tình không bến, tình ta gửi tận muôn phương, cho hoa nở khắp trên đường nhân gian. Mắt em là cửa thiên đàng, mắt anh sáng dậy thênh thang mấy tầng. Thuyền qua biển sóng mênh mông, chở trăng và những giọt không giữa dòng. Bao giờ bến đục chưa trong, ta còn có mặt bên dòng tử sinh. Trầm luân dẫu có vô tình, đâu đây hiện dáng chân hình ngàn xưa. Thu về hạt nắng đông đưa, ngồi nghe vàng xuống lưa thưa ráng chiều. Tình không bến rộng bao nhiêu, ta còn ở đấy bấy nhiêu đợi chờ. Tận cùng cuộc lữ bơ vơ, nụ hôn từ thuở ban sơ rạng ngời. Sơn cư. Sư ông đón tiểu về chùa. Ngày bỏ nhà vào chùa, trên đường đón xe đò đi từ đường Cái Quan làng Long Hưng, tỉnh Quảng Trị và chùa Bá Quốc Quế, tôi có cảm tưởng như mình đang trở lại nhà sau nhiều năm lưu lạc. Làm thế nào để được về lại ngôi nhà tâm linh mà có thể là nhiều kiếp xa xưa mình đã từng trú ngụ? Tôi chỉ một lòng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm như một bé thơ tưởng nhớ tới mẹ và đi tìm mẹ. Trên đường đi từ nhà ra đường Cái Quan, ngang qua chiếc cầu tre lắc lẻo bị nước cuốn vì mưa bão. Tôi đã bị nước mang đi và nhận chìm giữa cơn lũ tháng 10. Trong lúc bị tai nạn,
lòng tôi rất bình tĩnh và miệng liên hồi niệm danh hiệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Không biết tôi đã bị nước cuốn trôi bao lâu, nhưng lúc gần xế chiều, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm phơi nắng trên cồn cát trắng, cận đường Cái Quan. Không bao lâu có chiếc xe đò dừng lại rước tôi vào chùa Báo Quốc Quế. Thay vì lấy tiền, ông tài xế đã cho tôi quá gian miễn phí. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã trên phố Quế. Tôi lội giữa cơn mưa từ đường cái vào chùa ướt như con chuột lột. Vừa vào đến hiên chùa Báo Quốc, có chú Sa Chi Tâm Hòa là người cùng quê với tôi ở làng Long Hưng. Chú đưa tôi đến phòng sư ông Duyên Giác ra mắt. Sư ông là vị thầy trong chúng lớp lớn của chùa Báo Quốc. Bây giờ sư ông đi hành đạo, sáng lập và đang trụ trì ngôi chùa Giác Hải ở làng Xuân Tự, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang chừng 60 cây số. Vừa gặp sư ông là như một cái may, tôi quỳ mọp xuống đảnh lễ với tất cả nỗi vui mừng, sợ kính và xúc động khó tả. Sư ông không hỏi tôi tên là gì, con cái nhà ai, từ đâu tới, mà sư ông chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy thiện cảm và hoan hỷ, rồi chỉ hỏi tôi một câu ngắn gọn: "Con đi tu để làm gì?" Tôi liền ứng khẩu trả lời một cách dứt khoát, không do dự, không chậm trễ: "Thưa thầy, con đi tu để mai mốt làm giảng sư." Giảng sư tức là vị thầy tu chuyên trách diễn giảng đạo lý theo tinh thần lời Phật dạy cho nhiều người nghe để phát tâm tu học, chuyển hóa mê lầm và đau khổ. Sau khi nghe tôi trả lời, sư ông gật đầu mấy cái rồi dẫn tôi đi ra phía sau hàng hiên nhà bếp để cạo tóc. Tôi được sư ông chừa lại một cái giá, tức là chòm tóc nhỏ trên đầu. Nếp áo quần học trò màu xanh dương của tôi được sư ông cho thay đổi bộ quần áo nhạt màu nâu của chú Tiểu ở chùa. Lần đầu bận bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa cởi bỏ một vật gì nặng nặng trong tâm và trên cuộc đời. Cũng từ đó sư ông đặt cho tôi pháp danh Nguyên Nguyện. Khuya hôm sau, mới 3 giờ sáng, hai thầy trò mang hành lý cuốc bộ ra nhà ga xe lửa, lên chuyến tàu sớm để vào Nha Trang, về chùa Giác Hải. Tôi đã về với căn nhà tâm linh, và tôi đã gắn bó với thầy tôi, với huynh đệ, với Phật tử mọi giới, với Phật Pháp suốt gần nửa thế kỷ qua. Đợi đến 3 năm sau hành điệu giáo dưỡng cách sống của một nhà tu bởi tình thương của sư ông, tôi được thọ 10 giới sa di và được sư ông cho phép đến Phật Học Viện Phổ Đà, Đà Nẵng theo đại chúng tu học cả hai chương trình Phật học và văn hóa phổ thông. Đó là vào năm 1958. Trong bữa tiệc tiễn chân tôi nhập viện tu học, sư ông tâm sự cho đại chúng nghe về sự tích đón Tiểu về chùa. "Chú Nguyên Nguyện đến chùa ta là do Bồ Tát Đức Quán Thế Âm mách bảo, thúc giục thầy ra chùa Báo Quốc ở Quế để đón chú bé về chùa tu học. Chúng ta tin tưởng, thầy trò chúng ta tin tưởng là tương lai chú bé này sẽ làm giảng sư, làm pháp sự nối chí thầy tổ, trao truyền chánh pháp đi khắp đó đây, mở mang đạo Phật và lợi ích quần chúng. Sau khi nhập thất 3 tháng, tụng trì và lễ bái 10 bộ kinh Pháp Hoa, 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 10 bộ kinh Bát Nhã và kinh Niết Bàn, thầy định quy ẩn 2 năm trên vùng núi Xuân Sơn để tịnh tâm. Nhưng một sáng trong cơn thiền định, thầy tiếp xúc với một ông lão tóc bạc như tiên, dắt trâu đi cày ruộng, nói với thầy là: "Làm ruộng phải có người cày bừa giỏi, lúa mới tốt, thóc mới đầy bộ. Ông lão ấy dặn thầy là nên đi gấp ra chùa Bảo Quốc Quế đón chú nhỏ về nuôi. Chú nhỏ ấy có căn khí, tương lai cày bừa giỏi và có thể làm nên sự nghiệp trí tuệ của người xuất gia." Ông lão tự xưng là học trò của Đức Quán Thế Âm Nam Hải và nói là: "Ghé qua đây nhắn gửi thiền sư chỉ một việc rất quan hệ thầy tổ tông môn của thiền sư. Nguyện quy ẩn của thiền sư là tốt, song phải tìm học trò có tâm huyết để truyền trao yêu chỉ, nhằm xiển dương chánh pháp sau này là điều tốt hơn.
có một bé trai 14 tuổi sẽ đến chùa Bảo Quốc tại quê vào ngày tháng năm. Họ Nguyễn tên là Đại Quang. Thiền sư hãy mau thân hành đến chùa Bảo Quốc để mang chú bé ấy về nuôi, chớ bỏ mất cơ hội. Kể đến đó, thầy tôi thong thả bước tới và ôm tôi vào lòng. Thầy tôi đã nghe theo lời chỉ bảo của ông lão trong cơn thiền định, nên sáng hôm sau thầy tôi mua vé xe lửa ra chùa Bảo Quốc ở Huế, dẫn tôi về chùa nuôi. Sau 3 năm hầu sư ông, người cho tôi đi xa tiếp tục việc tu học với các tăng thân khác qua hệ thống đào tạo nhân tài của giáo hội, qua các Phật học viện trung phần. Trong buổi tiệc và sinh hoạt tiễn chân, sư ông có cho tôi bài kệ với tất cả tâm huyết của người. Chính nhờ bài kệ phú pháp của sư ông mà hạnh xuất gia và tâm bồ đề của tôi không thối chuyển. Bài kệ một câu 5 chữ gồm có 28 câu như sau: Con nên hằng ghi nhớ lời của thầy nhắc khuyên, học Phật chuyển tập khí, ái dục và sân si, phát triển giới định tuệ, hạnh Quán Âm cứu khổ bởi năng lực từ bi. Con chăm lòng thường niệm, ngày đêm chớ lãng sao, thường niệm Đức Quán Âm như nhớ nghĩ mẹ hiền. Con thơ hằng nhớ mẹ, mẹ trăm phần nhớ con. Thầy trò mai xa cách, thân này dù mất còn không phải điều trọng yếu. Hãy giác ngộ chân tâm, tập sống cho thảnh thơi, oai nghi hằng vững chãi, phước huệ ngày càng tăng. Khế hiệp đạo chân thường, giúp mình cùng người khác thành tựu quả vô sanh, thoát ly nẻo sinh tử. Tình huynh đệ gắn bó, nghĩa đồng môn chớ quên. Quê hương chờ con đó, đạo pháp hằng trông mong. Ông lão trong An Dưỡng Địa. An Dưỡng Địa là một khu nhà mồ ở Phú Lâm, gần bến xe đi về Lục Tỉnh. Trong khu An Dưỡng Địa có chùa Huệ Nghiêm, có tháp Phổ Đồng. Tiền thân của chùa Huệ Nghiêm là Viện Phật Học Phổ Thông, được thành lập đầu năm 1964, rồi chuyển qua Viện Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa đầu năm 1971. Tôi và ba thầy Liêm Chính, Toàn Châu, Thiện Tường được Viện Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Liễu Quán ở Huế gửi vào đây học thêm 4 năm. Sau 3 năm tu học theo chương trình của Viện, tôi đi thêm đoạn đường dài là đến tu học Hoằng Hóa tại Hoa Kỳ. Ở An Dưỡng Địa tiếng đồn là có nhiều ma, đêm đêm ra các nhà mồ ngồi ngắm trăng hay tham thiền một mình thì có thể gặp các cô gái tóc dài, đội nón lá xuất hiện, ngồi khóc nỉ non trên các nấm mồ. Vì sự đồn đại có vẻ dễ sợ này mà trên 40 thầy giảng sư của Viện Cao Đẳng thường cấm túc khi bóng đêm buông xuống. Riêng tôi thì rất lì, không hề sợ chuyện ma quái. Chuyện các cô gái bận áo trắng, xõa tóc dài, đội nón lá khóc nỉ non trên các nấm mộ là chuyện rất lôi cuốn cái tâm hiếu kỳ của tôi. Để coi việc ma là có thật hay hoang đường. Một hôm vào mùa đông tối trời, vào khoảng 11 giờ đêm, tôi bận áo ấm, đầu trùm mũ len, mình khoác áo mưa, trong từng bước một chậm rãi và thầm niệm bài thần chú Đại Bi, đi đến các nấm mộ ở An Dưỡng Địa để quan sát hư thật. Khi đến khu nhà mồ thì tinh thần tôi bị rối loạn, răng đánh bò cạp, đôi chân bị cứng lại và không di chuyển được. Tôi có ý nghĩ là mình nên ngồi xuống với tư thế kiết già phu tọa bắt ấn hàng ma, nhưng không thể nào làm được. Con người tôi lúc bấy giờ như một cây khô trồng giữa các nhà mồ sang trọng và giữa các nấm mồ nghèo phủ đầy cỏ dại. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt tôi không phải là các thiếu nữ bận áo trắng, phủ tóc dài và ngồi khóc nỉ non, mà trước mặt tôi là một đám trẻ con tàn tật, trần mình đang bò lết chung quanh các nấm mộ, các nhà mồ sang trọng để tìm kiếm thức ăn. Nào là trái cây, bánh chuối, xôi chè, và đôi khi có cả đầu heo quay,
gà quay, vịt quay nữa. Các trẻ con ấy là những người chết không siêu quá nên làm thân cô hồn, là các vong linh không nơi nương tựa, đói khổ. Và chúng cứ đợi khi mặt trời lặn, bóng đêm xuống thì kéo nhau đi kiếm ăn từ nhà mồ cho tới nhà cầu, bếp núc, thùng rác, máng heo. Có nhiều thức ăn dơ bẩn sót lại. Tôi nghĩ như vậy khi chứng kiến đám trẻ con mò mẫm tìm kiếm, tranh giành miếng ăn trên các nấm mộ và nhà mồ. Vì vậy mà tâm tôi bị xúc động và thân tôi hóa thành gỗ đá, đứng trơ trơ như trời trồng. Ngay lúc đó, dưới ánh trăng non vàng vặc, tôi thấy một ông lão đầu trắng xóa, râu dài, tay chống gậy, xăm xăm đi tới nơi các trẻ con, ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Có khoảng mười mấy đứa con nít tàn tật đều răm rắp tuân theo lệnh của ông lão, ngồi xuống chung quanh các nấm mộ. Bây giờ ông lão lên tiếng dạy bảo chúng những lời rành mạch đầy triều mến. Này các cháu, trước khi ăn thức ăn này, các cháu phải biết đọc lời cầu nguyện để bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn. Các cháu nên cùng nhau chắp tay đọc lời cầu nguyện với ta. Dạy xong, ông lão cất tiếng đọc và lũ con nít đọc theo. Kẻ chết oan không nơi nương tựa, quanh quẩn chung quanh các nấm mộ, lắng nghe câu niệm Phật siêu độ. Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm, Nam mô A Di Đà Kim Sắc, Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm, Nam mô A Di Đà Kim Sắc. Tiếng niệm đều đặn liên tục trầm hùng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, danh hiệu Đức Phật A Di Đà đầy màu nhiệm dưới ánh trăng. Nghe tiếng cầu nguyện của ông lão và các em bé khiến tôi ấm lòng, trầm tĩnh, và buộc miệng tôi cũng niệm theo câu niệm Phật rất chí thành. Bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua với từng tiếng rít dài, toàn thân tôi nghe lạnh lạnh, rồi phút chốc các hình ảnh trước mắt tôi tan biến. Tôi bàng hoàng và cảm được sự có mặt của sự sống trong cõi vô hình. Cũng từ đó hàng đêm tôi thường đến các nấm mồ để nói pháp cho các vong thức, âm linh, cô hồn nghe. Có khi kiếm được tiền, tôi đã mua rất nhiều thức ăn, trái cây, bắp nổ, bông hoa và các loại kẹo bánh đem ban phát cho các cháu qua đời chưa siêu, còn giảng lai đêm đêm trên các nhà mồ nơi khu an dưỡng địa. Trước khi đi Mỹ, tôi có ra nhà mồ an dưỡng địa để nói pháp và bố thí thức ăn cho các âm linh cô hồn lần cuối. Trong mắt tôi chẳng thấy bóng dáng ông lão và các cháu nhỏ tàn tật nào cả, nghĩa là tôi chỉ thấy một lần đêm đó mà thôi. Tôi ước ao được gặp họ lần này để từ giã, vì ngày mai khoảng 25 tiếng đồng hồ máy bay cất cánh là tôi có mặt tại Hoa Kỳ, không còn trên quê hương và không có cơ hội sinh hoạt đời sống tâm linh với những người quá cố tại an dưỡng địa nữa. Tôi ước và ngồi niệm Phật chờ đợi, chờ đến một giờ khuya mà chẳng thấy bóng dáng em thơ nào cả. Tôi nghĩ là tất cả các cháu đã được đi đầu thai và siêu hóa. Trên đường từ khu nhà mồ trở về phòng, tôi đã gặp ông lão. Ông bảo là ông gặp tôi lần này là để chúc tôi lên đường đi Mỹ. Ông xác chứng là các cháu nhỏ và nhiều âm linh cô hồn đã nhờ nghe giáo pháp của tôi vài lần mà tỉnh ngộ và được giáng sanh về cõi Tây Phương. Trước khi ẩn hình, ông lão có dặn dò tôi mấy điều. Ngày mai đi xa là tốt, quyết đi ngay chớ đợi chờ. Năm 42 tuổi lên núi, ngược bến thuyền qua đến bờ. Tôi vừa nhắm đọc lại bốn câu trên hai lần để nhớ. Ông lão trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Nhớ mang diệu ngữ trao truyền, nhớ nuôi nhân sự nối liền tông môn. Nhớ thắp đèn buổi hoàng hôn, nhớ xây tu viện bảo tồn chánh nhân. Tôi định hỏi vài điều về tương lai, nhưng ông lão biến mất. Cho đến bây giờ tôi vẫn hình dung một cách rõ ràng hình ảnh ông lão và lời dặn dò tâm quyết dẫn đạo cho công phu tu tập hoằng hóa của tôi trên xứ người. Với tôi, ông lão chắc chắn là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đúng như lời ông lão nói, năm 42 tuổi là năm 1983, tôi có cơ duyên lên núi Madonna khẩn đất lập tu viện Kim Sơn. Cái tượng ngọc Quán Thế Âm. Tôi qua Mỹ là do Viện Đạo Đông Phương và Thiền Sư Thiên Ân bảo trợ. Sự giới thiệu về cách làm thủ tục hồ sơ là nhờ một người bạn cùng tu đưa đường chỉ lối. Đó là thầy Khế Bổn, học trò đắc pháp với sư ông Mật Nguyện ở Huế. Thầy Khế Bổn qua Mỹ trước tôi 2 năm. Sau khi đổi văn bằng tiến sĩ chính trị học, Khế Bổn hóa thân làm cư sĩ, có biệt hiệu là Hồng Quang. Chú sáng lập nhóm Giao Điểm. Giao Điểm là cơ cấu phát xuất từ Tâm Hạnh Bồ Tát Đạo của một số anh em cư sĩ trí thức Phật giáo dấn thân. Mặc dù tôi chưa hề có một lời tán trợ, song tôi rất vui và hãnh diện về một số việc làm có lợi ích cho quê hương đạo pháp của Giao Điểm. Trước khi Giao Điểm ra đời, tôi có nói với Hồng Quang: mỗi người nên lập mỗi hạnh khác nhau trong sứ mạng phục vụ và hoằng pháp. Vì vậy, việc làm của tôi và Hồng Quang có khác trên hình thức, song mục đích chỉ có một: giáo dục tuổi trẻ, lợi ích cho quê hương dân tộc và hóa giải đau khổ, hận thù. Trước vài tuần đến Mỹ, Hồng Quang có viết thư cấp tốc cho tôi mấy chữ: Thầy Tịnh Từ ơi, đến Mỹ nên có quà biếu Thượng Tọa Thích Thiên Ân. Nếu được, Thầy Tịnh Từ đặt một tượng Đức Quán Thế Âm bằng ngọc thạch có giá trị. Mình nên cư xử cho đẹp và có hậu với Thượng Tọa Viện Trưởng, để mai mốt mình có thể nhờ Viện Đạo Đông Phương bảo trợ thêm quý thầy bên nhà qua Mỹ tu học, hoằng pháp. Gớm, tu mà cũng phải hối lộ. Trong thơ, Hồng Quang cũng giới thiệu cho tôi một cô có tên là Loan, bán vé máy bay ở Korean Airlines với giá rẻ bằng cách mua vé một chiều, có đi mà không hẹn ngày về. Nghĩa là khi làm thủ tục xuất cảnh ở Bộ Nội vụ và Tòa lãnh sự Mỹ, cô Loan có cho tôi mượn một vé máy bay khứ hồi tạm để trình, và có bằng cớ là sau 2 năm tôi sẽ trở về. Nhờ vậy, thay vì mua vé khứ hồi đi Mỹ với giá 700 Mỹ Kim, thì tôi chỉ mua nửa vé, giá chỉ có 400 Mỹ Kim mà thôi. Như vậy, tôi còn dư 300 Mỹ Kim để đặt một tượng Quán Thế Âm làm quà ra mắt. Với giá 300 Mỹ Kim, thật khó mà mua được một tượng Quán Thế Âm bằng ngọc có giá trị. Tôi nhờ một vài người quen đi khảo giá vài nơi. Chủ tiệm đòi giá thấp nhất là từ 500 đến 1.000 Mỹ Kim mới là ngọc thứ thiệt. Ngày đi Mỹ sắp cận kề rồi, tiền đào đâu cho đủ để mua tượng Quán Thế Âm bằng ngọc đây? Câu hỏi cứ ám ảnh tôi nhiều ngày và ngay trong giấc ngủ. Suốt 4 tháng trước khi đi Mỹ, cả ba huynh đệ chúng tôi là thầy Liêm Chính, thầy Thiện Tường và tôi lang thang nhiều ngày đến một số các chùa và các nhà Phật tử quen thân ở Sài Gòn, ở Lục Tỉnh để xin tiền mua vé máy bay cho tôi đi Mỹ. Tiền Việt Nam kiếm gần được 2-3 bố, tôi cứ ngỡ là quá nhiều. Nhưng sau khi đem đếm ra và ra nhà băng đổi tiền đô thì không đủ để mua một cái vé máy bay khứ hồi, nói chi là mang theo trên đường xuất ngoại. Bây giờ lại phải mua thêm cái tượng Quán Âm bằng ngọc nữa, tính sao đây? Tôi thiệt bối rối, song chuyện này tôi giấu kín và chẳng dám tâm sự cùng ai. Cùng đường tôi định gọi cho Hồng Quang từ bên Mỹ để bàn lại chuyện mua quà. Trong khi đang suy nghĩ và do dự, tôi sực nhớ đến việc trì tụng chú Đại Bi để nhờ cậy Đức Quán Thế Âm giải quyết chuyện này. Sau 3 đêm khai kinh tụng mỗi lần 21 biến chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn Phẩm 25 trong bộ kinh Pháp Hoa, tôi nhận được cảm nghiệm và sự linh ứng ngay sau đó. Có một bà Phật tử ở Sài Gòn vốn không hề quen biết tôi, có pháp danh là Nguyên Đức, thường đến chùa Quan Âm ở Phú Nhuận Gia Định để tụng kinh Pháp Hoa suốt nhiều năm nay. Phật tử Nguyên Đức với người con trai đi bằng xe Honda đến viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm tìm tôi vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Bà tỏ ý muốn tặng cho tôi một tượng Phật Quán Thế Âm bằng ngọc bích trị giá trên cả 1.000 Mỹ Kim. Tôi quá đỗi ngạc nhiên và hỏi rõ lý do. Bà kể rằng tối hôm qua, sau thời tụng kinh niệm Phật và lạy Phật thường lệ là con đi ngủ, lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng và tỉnh trí, con thấy mình đi lên một ngọn núi cao để chiêm bái thánh tượng Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên rất đẹp, và có rất nhiều người cùng đi chiêm bái.
Sau khi chiêm bái, con thấy có trên vài trăm vị thầy tu bận áo vàng đi nhiễu quanh núi với tướng mạo oai nghi, rất trang nghiêm. Trong đó có một vị thầy rất trẻ, mặc tái xoang tợ con gái, tay cầm bình nước cam lồ, miệng cười tợ hoa, phân phối nước suối cho bà con đi chiêm bái giải khát. Khi đến được con, vị thầy ấy không cho nước mà lấy trong túi một tượng Quán Âm bằng ngọc trao cho con và dặn: "Nhờ bà tảng sáng ngày mai đem tượng ngọc này đến chùa Huệ Nghiêm ở Phú Lâm tìm gặp thầy Tịnh Từ và trao tận tay thầy ấy." Khi tỉnh dậy thì con thấy tượng Phật Quán Âm mà con vừa thỉnh trưa hôm qua ở một tiệm vàng tại khu Chợ Lớn được Hòa Thượng Thích Trí Thủ ở chùa Quảng Hương Già Lam chú nguyện, và con đã đeo trong cổ. Bây giờ khi không, nó nằm trên tay con cả tượng lẫn dây chuyền. Vì vậy mà con nghĩ là điềm mộng tốt do Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ điểm, nên sáng nay con liền nhờ đứa con trai của con chở con đến đây tìm thầy Tịnh Từ và dâng cúng tượng này lên thầy để thầy tùy nghi dùng đến. Sau khi nghe Phật tử Nguyên Đức kể rành rẽ từng câu, tôi bèn đem sự tình đi Mỹ nói cho bà nghe, và tôi cũng nói luôn về việc đang vận động tài chánh để thỉnh một tượng Quán Âm làm quà cho vị ân nhân bên Mỹ. Vì vậy Phật tử Nguyên Đức càng tin tưởng sự gửi gắm của Bồ Tát Quán Thế Âm trong việc hộ trì cho tôi đi Mỹ. Thế là tôi mang ơn thêm một ân nhân nữa trước khi tôi rời Việt Nam du hóa Mỹ quốc. Gia đình Phật tử Nguyên Đức có mời tôi đến nhà ăn bữa cơm tiễn chân. Chồng Phật tử Nguyên Đức là đạo hữu Minh Nhân, đã qua đời trước năm 1992. Tôi có gửi thư và quà về Phúng Điếu. 7 đứa con, 4 trai và 3 gái của gia đình Phật tử Nguyên Đức đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Gia Nã Đại. Tôi có viết 12 câu thơ tặng gia đình đạo hữu Nguyên Đức như sau: Trì chú đại bi pháp nhiệm màu, pháp hoa kinh tụng nghĩa thâm sâu, tha thiết khấn cầu liền cảm ứng, trong cơn nghèo khó đặng Ngọc Châu. Dù ở quê nhà sống tha phương, nhờ Đức Quán Âm chỉ dẫn đường, hải đảo tự thân về nương náu, lời Phật tổ dạy nguyện hoằng dương. Nhớ ơn gia chủ tặng ngọc linh, kính cẩn tri ân tỏ đạo tình, hồi hướng công đức về tất cả, đời đời chứng đạt quả vô sinh. Mạn đàm với ông phó tòa lãnh sự Mỹ. Nhờ uy ông Trần Đại Khâm, thẩm phán liên trưởng em ruột của thầy tôi can thiệp, nên ông giám đốc và Bộ Nội vụ Quốc gia mới chịu cấp giấy thông hành cho tôi đi Mỹ. Sau khi có passport của Bộ Nội vụ rồi, các sinh viên xuất ngoại phải trực tiếp đến tòa lãnh sự Mỹ để phỏng vấn và xin cấp visa vào nước Mỹ. Tôi không tránh khỏi thông lệ. Trước mấy hôm đến tòa lãnh sự Mỹ, tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm các thầy giỏi tiếng Mỹ nhờ cậy làm người thông dịch, nhưng chẳng được vị nào hoan hỷ nhận lời. Thầy Minh Đạt là người nói và nghe tiếng Mỹ khá nhất trong số quý thầy ở Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Tôi tha thiết mời thầy đi theo vào tòa lãnh sự Mỹ để đỡ đòn khi bị phỏng vấn, vì tiếng Mỹ của tôi chỉ học trong các sách An Văn tự học và các cuốn từ điển của Đào Duy Anh, Trần Văn Điền. Thầy Minh Đạt một mực từ chối và bảo tôi rằng vốn liếng tiếng Mỹ của tôi cũng chẳng khá hơn thầy bao nhiêu, làm sao tôi đủ từ ngữ và nghe hiểu để đàm thoại với người Mỹ chính gốc ở trong tòa lãnh sự được. Tôi cũng có hỏi một số bạn bè và các sinh viên đã từng xuất ngoại du học bên Mỹ, thì được biết khi vào tòa lãnh sự Mỹ phỏng vấn để du học Hoa Kỳ, bắt buộc sinh viên phải có căn bản tiếng Mỹ và trực tiếp trả lời với người phỏng vấn trong tòa lãnh sự, chứ không được mang theo người thông dịch. Khi rõ chuyện này, đầu tôi nóng lên như một cơn sốt, có lúc nhiệt độ bỗng tuột xuống làm tôi cảm thấy rét buốt và lạnh như băng giá. Vì lý do là tôi biết rất rõ về khả năng nói nghe tiếng Mỹ của tôi. Tiếng Mỹ của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể sử dụng được cho người Việt không bao giờ học tiếng Mỹ mà thôi. Thế mà hồi Tết Mậu Thân, tôi đã từng gồng mình làm thông dịch viên cho Quý Ôn khi lính Mỹ tràn vào thành phố Huế quần hùng với lính Bắc Việt. Để tâm tư được yên ổn, tinh thần bớt căng thẳng và để sẵn sàng tiếp tục cuộc phỏng vấn ở tòa lãnh sự ngoại quốc, tôi chỉ biết niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chân thành và thiết tha. Thật tội cho Đức Quán Âm lúc nào cần mới kêu cầu, và lúc nào mẹ cũng phải lo cứu khổ chúng sanh và nâng đỡ những đứa con dại.
Tôi biết rất rõ là tôi không có đủ thời gian để học anh Giang cấp tốc cho buổi phỏng vấn cận kề này nữa. Bằng sự tin cậy nơi lòng thương và năng lực hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm mà sáng ngày mai tôi bước chân vào Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi tỏ ra rất tự tin, điềm đạm và vui vẻ khác thường, vì tôi nghĩ Bồ Tát sẽ cứu độ và thông dịch Anh ngữ cho tôi trong lúc này. Hôm ấy, ông Phó Giám đốc Tòa Lãnh sự Mỹ gốc người Nhật tiếp tôi rất nồng hậu ở phòng khách của ông. Sau khi đứng dậy chắp tay búp sen chào tôi, ông mời tôi ngồi xuống dùng bách bích quy và uống nước ngọt. Ông chúc lành tôi sang Mỹ du học, rồi ông hỏi tôi về ý nghĩa và phương pháp tu thiền của Đạo Phật. Ông nói chuyện với tôi rất lễ giáo như một Phật tử thuần thục. Trong giây phút đó tôi cảm thấy trong tôi như đã từng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lùng. Tôi cảm thấy tôi đang như một người Mỹ thật sự, vì tôi nghe hiểu và nói tiếng Mỹ rất lưu loát, thông lợi, rành rẽ từng chữ từng câu như người bản xứ. Tôi đã nói về ý nghĩa, lợi ích về cách tu tập thiền quán cho ông Phó Giám đốc Lãnh sự nghe một cách rất là rành rọt, thực tế và khá thú vị. Tôi đã đề cập đến nguồn thiền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, rồi các thiền phái Việt Nam. Tôi đã nói tới phương pháp thiền và tịnh độ phối hợp để trở thành nguyên tắc tu chứng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện nay. Tôi đề cập đến đạo thiền đang được du nhập tại Hoa Kỳ và ở các nước Tây Phương. Tôi cũng đã nêu lên 12 việc nên biết tới và thực tập cho những ai muốn hướng lòng tu theo phương pháp thiền định trong đạo Phật như sau: tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, làm chủ được thân tâm và tự quyết định vận mệnh của chính mình, không nô lệ một đấng quyền uy, không khuất phục bạo lực mê lầm và tà kiến, ý thức rằng con người, vũ trụ và vạn hữu có mặt từ các yếu tố nhân duyên sinh, không có một bản ngã và cá thể biệt lập, không có một đấng tối cao chi phối. Con người được hạnh phúc hay đau khổ, tiến hóa hay thụt lùi, sanh vào cõi cao hay thấp, giàu sang hay nghèo hèn, thân tướng đẹp hay xấu, đều là phản ảnh trung thực của nghiệp nhân và nghiệp quả. Làm lành được thiện báo, làm ác bị ác báo, đó là định luật trung thực xưa nay. Đức Phật Thích Ca là vị thầy chứng nghiệm chân lý và giới thiệu phương pháp phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng bản chất yêu thương rộng lớn. Tin Đức Phật như một người dẫn đường rành rẽ, đưa tới đích hạnh phúc, đoạn trừ mê lầm và nguyên nhân của mọi đau khổ. Giáo pháp và tăng đoàn là điều kiện tốt để thể hiện nhiệm vụ khai mở tâm trí, dạy con người bỏ ác làm lành, hoàn thành nhân cách toàn thiện. Phương pháp thiền định, những giới răng là nguyên tắc trao dồi khả năng hiểu biết chân chánh, đạt tới trí tuệ rốt ráo. Có trí tuệ rốt ráo rồi thì con người có tự chủ, có tự do và được giải thoát đau khổ, không bị nghiệp xấu sai sử xa lìa sinh tử. Từ bỏ tâm sát hại và thù hận, nuôi dưỡng lòng từ bi và hết lòng bảo hộ mạng sống người, sinh vật và cỏ cây. Từ bỏ hành động tham lam trộm cướp, phát tâm làm phước, giúp đỡ tinh thần đến vật chất cho những kẻ đau khổ, nghèo khó. Từ bỏ hành động tà dục, ngoại tình, chung thủy và giữ tiết hạnh đạo vợ chồng để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình và kẻ khác. Từ bỏ lòng gian dối, lừa đảo, lường gạt, xảo trá, chia rẽ, mã lị, mắng chửi, bêu xấu người, nói năng khiêm hạ, ái ngữ, chân thật, yêu thương, mang phẩm chất xây dựng, hòa giải và kết hợp. Từ bỏ việc sử dụng rượu mạnh, ma túy, nha phiến, bài bạc và các trò giải trí thiếu lành mạnh như phim ảnh, bạo động, khiêu dâm. Lúc nào, ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hằng suy nghĩ, nói năng hành động bằng chánh nghiệp, đem đến lợi ích và làm gương sáng cho mọi người, cho các thế hệ tương lai. Sau bài giảng thuyết của tôi, ông Phó Giám đốc Tòa Lãnh sự Mỹ tỏ ra rất cảm tình đặc biệt đối với tôi và đạo thiền. Ông liền gọi cô thư ký của ông vào phòng cùng trò chuyện một lúc, rồi ông bảo cô làm thủ tục cấp visa cho tôi một cách nhanh chóng. Sau khi cầm thẻ visa trong tay, bước chân ra khỏi Tòa Lãnh sự Mỹ, thì khả năng nghe và nói tiếng Mỹ của tôi như đã biến mất. 2 tuần lễ về miền Trung thăm trước khi đi Mỹ, tôi tìm đến một vài người Mỹ ở câu lạc bộ sĩ quan quân đội tại bến Bạch Đằng, Đà Nẵng để trắc nghiệm tiếng Mỹ của mình, thì tôi mới biết là tiếng Mỹ của mình rất tệ, không đủ khả năng để nói Pháp cho ông Phó Giám đốc Tòa Lãnh sự Mỹ nghe trong buổi phỏng vấn làm visa. Thế mà tôi đã làm được ngay trong thời điểm đó. Ai giúp tôi? Ai hộ trì tôi nói tiếng Mỹ rất trôi chảy, lưu loát và sâu sắc trong lúc vào Tòa Lãnh sự Mỹ?
phải chăng nhờ Đức Phật Bà tầm thanh cứu khổ vị tha độ đời, thế gian nỗi khổ đầy vơi, nếu ai tin niệm sáng ngời tâm tư, hữu cầu tất ứng bây trừ, và mai đây nữa tiêu trừ tội căn. Dặn lòng sống được bao lâu, học thương học hiểu tinh sâu phép màu, bao giờ còn nhớ niệm câu Quán Âm Bồ Tát biển sầu nhẹ vơi, bao giờ sóng dậy ngàn khơi, Quán Âm có mặt dưới trời trầm luân. Sợi nắng. Bé thơ sợi nắng bên đường, ô kìa đâu cũng nụ thương nở đầy. Em thức giấc ngủ nghìn say, anh thức giữa cõi lưu đày nhân gian. Ngồi trên đỉnh lặng cao sang, nghe tàu lá thở bên ngàn mây bay. Hạt sương gối ngọn cỏ mây, quá thân đi khắp tháng ngày thong dung. Lang thang con nước vô cùng, đôi khi như đã ngồi chung mắt hiền. Không gian lồng lộng thanh yên, suối mơ róc rách non tiên hoa cười. Ngõ về trăng sáng 30, đời vui có được bao người thảnh thơi. Sơ tâm thuở ấy rạng ngời, chân không bủa khắp với trời trầm luân. Mai vàng sợi nắng mùa xuân, ngàn xanh chuyển hóa tâm xuân diệu kỳ. Một đời để lại đôi khi, bé thơ sợi nắng xuân thì còn nguyên. Sơn cư Đức Trọng thoát tai ương. Năm Tết Mậu Thân, chúng tôi đang học khóa chuyên khoa Phật học Liễu Quán 4 năm tại chùa Linh Quang, Quế. Trong biến cố Mậu Thân tại Quế có trên 30 thầy trong lớp học cùng Quý Ôn, Mật Nguyện và Ôn Thiện Siêu di tản vào chùa Trúc Lâm tá túc. Nhằm tránh đạn và bom của hai phía, chúng tôi ngày đêm ráo riết đào hầm trú ẩn, mong tránh hiểm nghèo. Khi chúng tôi đào hoàn tất một cái hầm sâu và lớn, mặt hầm gài tre và lớp đất rất dày, rất kiên cố. Tất cả chúng tôi đều xuống hầm ở ban ngày lẫn ban đêm. Thấy chỗ tạm trú bình yên, chúng tôi cử vài thầy lớn vào chùa Tây Thiên và chùa Thuyền Tôn, rước hai đại lão hòa thượng Tây Thiên và Thuyền Tôn đến chùa Trúc Lâm để được an cư trong hầm trú ẩn. Thế là hầu như Quý Ôn, quý thầy giáo thọ và chư tăng của khóa học Liễu Quán đều câu hội nơi đây đầy đủ để cùng sống hoặc cùng chết trong biến cố Mậu Thân. Tình hình chiến sự những ngày kế tiếp kéo dài gần cả tháng và xảy ra toàn bộ tỉnh Thừa Thiên, mỗi ngày mỗi thêm căng thẳng. Nhiều sư đoàn dù thủy quân lục chiến diệt Mỹ đổ bộ chiếm các vùng đất thần kinh. Toàn khu viên chùa Trúc Lâm và chùa Hồng Ân có hơn 100 lính Mỹ da màu bao vây. Họ tràn vào chùa và ném hai trái lựu đạn trái khế xuống hầm thầy trò chúng tôi đang trú ẩn. Lúc đó tôi ngồi sát cửa hầm, nghe tiếng trái đạn lăn xuống, tôi ngỡ là cục đá nên nhanh tay lượm và ném lên miệng hầm. Ngày đó một tiếng nổ ầm xé rách mang tai và không gian tĩnh lặng. Khói lên mù mịt, miếng đạn bay chém vào các cây xung quanh miệng hầm đổ gãy tan tác. Kể đến lính Mỹ ném một quả thứ hai xuống hầm nữa, tôi cũng nhanh tay ném lên miệng hầm và lại một tiếng nổ dữ dội. Sau đó nghe tiếng lính Mỹ la lớn: "VC, come up! VC, come up! If too late, I kill you!" Biết không yên, tôi dặn quý thầy nằm yên dưới hầm. Và ngay lúc đó tôi phóng lên miệng hầm, đưa hai tay lên cao khỏi đầu. Miệng tôi la lớn bằng tiếng Mỹ: "I am not VC! I am not VC! Do you know? There are many Buddhist monks underground. We are Buddhist monks." Nhìn kỹ tôi thấy toàn là lính Mỹ da đen và có hàng 5-7 nòng súng lớn chĩa vào tôi trong tư thế bấm cò. Trong lúc đó tâm tôi rất bình tĩnh và thầm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói trong ý thức: "Phật Bà ơi, tới nhanh đi cứu Quý Ôn quý thầy, nếu trễ thì chúng con chết cả đám. Mau đi Phật Quán Âm ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm ơi." Ngay lúc đó tiếng Quý Ôn quý thầy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên mỗi lúc càng lớn và càng có một sức hút của phép lạ. Tôi gọi lớn: "Con xin mời Quý Ôn quý thầy lên, đi lên để quân đội Mỹ khám xét."
một vị, hai vị, ba vị, rồi bốn vị, rồi năm vị, và từ từ mọi người lên khỏi miệng hầm với con số là 39 vị cả thảy. Trong số đó có hai đại lão hòa thượng Thuyền Tôn Tây Thiên, Ôn Mật Hiển, Ôn Mật Nguyên và Ôn Thiện Siêu. Sau khi chúng tôi trình diện đông đủ, một ông sĩ quan chỉ huy lính Mỹ ra lệnh tất cả chúng tôi cởi trần cả áo lẫn quần cho họ xét. Riêng Ôn Trúc Lâm thì luôn miệng ra lệnh cho tôi thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ khi Ôn phát biểu trước mấy trăm lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vì Ôn nghe tôi nói được tiếng Mỹ, Ôn tưởng tôi là thứ thiệt về sinh ngữ. Ai dè tôi học tiếng Mỹ trong sách tự học, trong từ điển Việt Anh. Vì vậy tôi có nói được tiếng Mỹ là để nói cho tôi và nói cho những người không học tiếng Mỹ nghe thôi. Nghe Ôn dạy dịch, tôi toát cả mồ hôi hột, tim đập lên loạn xà ngầu. Tuy vậy tôi vẫn dịch càng lời Ôn ra tiếng Mỹ tho. Tôi chỉ sử dụng được một số câu và từ tiếng Mỹ rất nghèo nàn, giới hạn. Vì vậy lâu lâu tôi phải chen thêm chữ OK cho nó dần điệu trong câu thông dịch. Ví dụ như we like you very much, you should be nice with you. OK, we don't do anything wrong, we don't hurt anybody, make you help us to go to the safe place. OK. Thế nên Ôn Đúc Lâm hỏi tôi, tại sao trong tiếng Mỹ có nhiều OK như vậy? Tôi túng thế trả lời đại, OK là câu nhắc nhở mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, an toàn trong văn ngữ phổ thông của tiếng Mỹ. Ôn lấy làm vui và gật đầu về lối giải thích bậy bạ của tôi. Phải chăng quý Ôn quý thầy không bị chết bởi hai quả lựu đạn trái khế ném xuống hầm của lính Mỹ? Là nhờ đạo hạnh đức độ của hai cố đại lão hòa thượng cùng của quý Ôn quý thầy quá lớn. Người xưa có nói đức trọng quỷ thần kinh, nghĩa là một người khi có tu học, có giới đức và năng lực thâm hậu thì các loài quỷ thần cho đến ác ma đều phải kiêng nể kính sợ. Tôi cũng tin tưởng mãnh liệt ở sự gia ân che chở của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi có can đảm để bốc hai quả lựu đạn và leo lên miệng hầm để lính Mỹ kê súng vào đầu là nhờ tôi tin tưởng mẹ hiền Quán Âm có mặt trong tôi, nên tôi nghĩ là súng đạn không làm chi được tôi. Thứ đến tiếng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên từ dưới hầm của quý Ôn quý thầy là một phép lạ, là một động lực quý báu để hóa giải cơn tai biến ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu không như vậy, chúng tôi đã cùng nhau ra đi trong một cộng nghiệp và có thể chuyển động đến cả trời đất. Nhờ đức trọng phước lớn nên vượt khỏi tai ương, nhờ Quán Âm thường niệm muôn khổ đều tiêu tan. Hàng ngày nhớ niệm Quán Âm để lòng yên ổn năng linh diệu kỳ. Quán Âm Bồ Tát từ bi, nếu ai tin niệm đến đi an lành. Đức Quán Âm hóa thân. Cuối năm 1977, chúng tôi mua được ngôi nhà thờ Tin Lành ở góc đường Market và đường Duesbos gần trung tâm thành phố San Francisco để lập chùa Từ Quang. Vì ngôi nhà thờ quá cũ nên chúng tôi phải tu trang gần cả năm mới sinh hoạt được. Chùa Từ Quang được xem là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được thành hình tại miền Bắc California, Hoa Kỳ. Cơ sở được sang nhượng này trị giá 96.000 Mỹ Kim, giá tiền gần cả 100.000 Mỹ Kim lúc cơ hàng và lúc tôi còn là một sinh viên đại học, quá tình rất là nặng. Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm để đủ tiền trả các chi phí điện nước, tiền lời và tiền vốn mượn 70.000 Mỹ Kim của ngân hàng. Có khi tôi quá mệt vì không đủ thì giờ để ngủ và nghỉ ngơi. Các Phật tử người Việt trong vùng ấy chỉ có vài chục gia đình và hầu như chưa có ai ổn định chỗ ở, chưa có công ăn việc làm. Vì vậy, việc lập chùa để hoằng đạo lúc này là một gánh nặng sơn hà cho tôi và bá tánh. Hai vai gánh nặng sơn hà, cái ăn cái mặc của nhà chưa yên, học hành thi cử liên miên, lại thêm phải kiếm đồng tiền giúp dân. Nội dung các thơ từ các trại tị nạn thật là lâm ly, đầy tâm sự bi đát. Có nhiều người như tuyệt vọng về phía tương lai. Lương tâm không cho phép và không thể làm ngơ trước tình cảnh đó, nên tôi phải bỏ dở việc học để dấn thân vào công tác cứu trợ và bảo trợ người tị nạn. Công tác này đòi hỏi phải có nhiều người, có tài chánh, giàu kinh nghiệm mới làm nổi. Song rất tiếc là tại chùa Từ Quang, vùng San Francisco lúc bấy giờ không có cả ba điều kiện đó. Tôi một mình làm việc, lo giúp đồng bào Việt Nam
trong các trại một cách đơn độc, nghèo nàn và vụng về đủ thứ. Ban đêm thay vì ngủ tụng kinh ngồi thiền, đi học thêm tiếng Mỹ, tôi phải đi lau nhà tắm, chùi cầu tiêu trong các trường trung học từ 9 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng để có thêm chút tiền lo việc cứu tế bà con vượt biên và thầy tổ bên quê nhà. Mỗi khi nhức đầu quá vì mệt và thiếu ngủ, tôi ngồi xuống trên sàn nhà 5-3 phút để nghỉ ngơi. Có một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, tôi đã ngủ thiếp với tư thế ngồi thiền trong khi đang làm bổn phận quét dọn ở trong một trường nữ trung học tư thục trên đường Fulton. Nên tôi bị ông quản lý cho nghỉ việc sau hai lần cảnh cáo. Tôi rất buồn và rất ân hận, song chuyện đã trễ. Lương làm cu ly của tôi lúc này chỉ có hơn 400 Mỹ Kim mỗi tháng. Làm việc bán thời với số tiền ấy, tính đi tính lại lãnh được 4 đồng 30 xu một giờ, chưa trừ thuế lợi tức. Thế nhưng một khi mất việc, đi tìm lại việc làm khác thì rất là khó đối với một người không có chuyên nghiệp như tôi. Tôi tự nhủ lòng, mất việc cũng là điều hay, mình có thêm thì giờ để ngồi thiền, tụng kinh lễ Phật và ngủ cho thoải mái. Sự việc này tôi có ghi lại trong nhật ký mấy câu thơ trào phúng thất ngôn. Giá mình sinh vào cõi chư thiên, cóc cần lo lắng phải kiếm tiền, khề khà tiên tửu voi với ngựa, xe chạy đường xa chiếu tướng liền. Giá như mình ôm lòng ích kỷ, khép đi rồi lượng rộng từ bi, nhắm hai mắt làm như câm điếc, giọt lệ nào đọng lại bờ mi. Cái khổ tâm và khó khăn nhất của chúng tôi trong lúc này là việc đi thuê nhà ở cho các gia đình bà con mới đến. Trong chùa, từ trên gác đến chánh điện, xuống tầng trệt nhà bếp, chỗ nào cũng chất đầy người lớn, con nít, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Tuần nào chúng tôi cũng đón thêm người mới về mà nhà thì không thuê được, nên lượng người ứ động càng ứ động thêm. Lý do không thể thuê nhà để phân bà con tị nạn mới đến ra khỏi chùa, vì gia đình nào con nít cũng đông và người đứng ra thuê nhà như tôi thì không có lương cao, không có công việc làm bảo đảm, nên chủ nhà không muốn bị chúng tôi quỵt nợ, không trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Túng thế, tôi lại phải đi diện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải quyết những khó khăn trước mắt là chuyện đi thuê nhà. Tôi tổ chức làm lễ khai kinh Phổ Môn, hướng dẫn bà con tụng niệm cầu nguyện và hồi hướng việc đi thuê nhà. Giải quyết số lượng người đang tạm trú quá đông tại chùa là một công trình cam go đối với chúng tôi lúc này. Sau hơn một tuần lễ tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày 2 buổi sớm tối, tha thiết và chí thành, chúng tôi được sự trợ niệm gia ân của Bồ Tát qua hình ảnh một cô gái người Mỹ da trắng. Một buổi sáng sau khi chúng tôi ăn điểm tâm bằng mì gói, có cô tên là Marian, dáng người mảnh mai, trạc 25 tuổi, đến gõ cửa tìm tôi và gặng hỏi về Phật Pháp, cách tu tập thiền quán. Tôi rất vui và hết lòng chia sẻ kinh nghiệm. Sau hơn một tiếng đồng hồ trao đổi đời sống tâm linh, xuyên qua tình cảnh đồng bào Việt Nam tị nạn, cô Marian bảo: "Thưa Thầy, theo tôi đó là một biến cố khá đau thương, nhưng rất thuận lợi cho việc tiến thân, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn cho đồng bào Việt Nam, cho quê hương vốn có nhiều tai biến, nghiệp nạn của Thầy." Thế rồi cô Marian đã thân hành đi thuê nhà cho chúng tôi. Cô nói là cha mẹ của cô có hãng điện tử rất lớn ở nhiều tiểu bang, hầu như các gia đình có kiến thức đều biết ảnh hưởng lớn của gia đình cô. Cô Marian tới ngay một công ty chuyên cho mướn nhà ở số 1072 đường Market, và cô với tư cách như là chỉ thị cho nhân viên ở văn phòng thuê lo nhà cửa, chỗ ăn, chỗ ở cho tất cả các gia đình định cư Việt Nam đang tạm trú ở chùa rất chu đáo. Cô vui vẻ nói: "Tháng đầu, tháng thứ hai và tháng thứ ba quý vị không phải trả tiền thuê nhà. Qua tháng thứ tư quý vị bắt đầu trả tiền nhà và trả giá rất rẻ cho công ty." Mọi việc xảy ra quả tình là đúng như lời cô Marian đã nói. Nhưng rất lạ lùng là sau khi mọi việc ổn định thì chúng tôi không tìm ra địa chỉ, hình ảnh, dấu vết của cô Marian đâu nữa. Hỏi nhân viên văn phòng cho thuê nhà thì họ bảo là tiền nhà 3 tháng của quý vị cô Marian đã trả đủ rồi. Quá thân thị hiện Đức Quán Âm, lắng nghe tiếng kêu liền đến tìm, cứu khổ ban vui làm hạnh phúc, bản hoài linh cảm đấng từ tâm, bỏ ác làm lành chớ buông lung,
tánh thiện trong ta Phật vốn đồng, tập thở tập cười thôi hờn giận, từ bi hỷ xả một nguyện chung. Marian người Tây phương da trắng, đôi mắt hiền sáng dậy tin anh, một lần đến rồi không tung tích, lễ kính thành tri tạ ngàn năm. Cảm niệm và cảm xúc vô tận về hình ảnh cô Marian, một lần đến rồi không tung tích. Tôi có ghi trong nhật ký bài nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm: ai ơi làm được thân người, mở thêm lượng rộng tình thương giúp đời. Khách trần xuôi ngược đầy vơi, Quán Âm cứu khổ dưới trời trầm luân. Ngưỡng cầu từ mẫu gội nhuần, cành dương nước tịnh tâm xuân hoa đầy. Thế gian dù chỉ một ngày, không quân giới định thân này thân sau. Trôi lăn sáu nẻo luân hồi, khổ đau dằn vặt đứng ngồi không yên. Địa ngục ngạ quỷ nối liền, bàn sanh muôn thú giao bầm phân thay. Hận sầu quá nghiệp đắng cay, dai dai trả trả biết ngày nào xong. Nay nhờ phép Phật nhiệm màu, chuyển mê khai ngộ mở bài thiện tâm. Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm, độ con vượt thoát lỗi lầm mê say. Giúp con thấy rõ đường về, dung bồi hạnh đức Bồ Đề gieo nhân. Quán Âm vô lượng hóa thân, ban vui cứu khổ chịu thâm khó lường. Con nguyện mở rộng tình thương, đạo tràng dựng khắp diễn dương hạnh từ. Con nguyện dốc hết tâm tư, tăng ni nuôi dưỡng hoằng dương đạo màu. Dù cho khốn khó đến đâu, dù cho gian khổ giải dầu nắng mưa, đức lành con nguyện kế thừa, pháp lành con nguyện một lòng tuyên dương. Thân này con nguyện cúng dường, có bao lợi ích chia đều muôn sinh. Thoát tai nạn trên freeway. Cứ cách vài hôm tôi phải nghỉ học để đi đón các gia đình Việt Nam từ các trại tị nạn đến phi trường San Francisco. Phái đoàn đi rước bà con của chúng tôi thường chỉ có một người, đó là thầy Tịnh Từ, thầy trụ trì chùa Từ Quang. Lái xe cũng tôi, chào mừng bà con cũng tôi, rước bà con về cũng tôi, đưa người đi chợ cũng tôi, đi thuê nhà ở cũng tôi. Ôi nhiều cái tôi quá. Trong khi đó tôi muốn ném nó xuống để cho nỗi đời nhẹ nhõm, song không dễ dàng, không dễ dàng chút nào. Gia tài của tôi có cái xe hiệu Pinto cũ và rất cũ. Tôi mua 700 Mỹ Kim từ gian hàng của một ông chủ người Ấn. Khi làm giấy tờ đem xe về tôi mừng hết cỡ, vì lần đầu tôi có chiếc xe Hoa Kỳ trong tay từ khi sống trong xã hội giàu có cho đến nay đã gần 3 năm qua. Mấy đứa bạn Mỹ rành mua xe, sau khi quan sát cái xe mới của tôi, đứa nào cũng định giá cái xe đầu lòng của đời tôi chỉ có từ 300 đến 350 Mỹ Kim mà thôi. Tuy vậy tôi chả cần tiếc rẻ, cái gì đã thuộc về của mình rồi thì cũng đều là quý, luôn luôn xem trọng và cung kính nó. Mỗi ngày tôi lau rửa cái xe đến 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Tôi có cảm tưởng nó như một người tình hơn là một người bạn tốt. Tôi đã thảo luận và mời nó cộng sự với tôi trong nhiều sinh hoạt của buổi hàm di. Đi học cũng nó, đi làm cũng nó, đi chở tượng Phật, chuông trống và các vật dụng thờ phượng trong chánh điện chùa Từ Quang cũng đều là công trình của nó. Thậm chí đi rước đồng bào tị nạn từ phi trường về chùa, rồi đi tìm nhà để thuê, đi phố ngắm cảnh đều nhờ nó tất cả. Tôi thương và quý chiếc xe Pinto này lắm, vì nó tích cực làm việc với tôi đã trên 1 năm và chưa lần nào nó đau nặng. Nó chỉ sổ mũi hoặc cảm mạo sơ sài rồi lành ngay. Đặc biệt là Pito đã 2 lần ngộ nạn trên freeway mà không bị thương tích hề hấn gì, cả người lẫn xe. Có thể nói Pito đã trở thành một di sản có linh tính và một hộ pháp đắc lực của tôi. À, tôi còn nhớ rất rõ là lúc mới đem Pito về chùa, tôi có làm lễ rửa mình cho nó đến 7 biến chú đại bi và rải nước cam lồ trên toàn thân thể nó. Tôi còn cẩn thận treo lên cổ Pinto một bức hình Đức Quán Thế Âm nhỏ bọc nhựa nữa,
và đây là sự kiện nhiệm màu linh hiển. Hôm đó là chiều thứ năm, gần cuối tháng 12 năm 1977, mùa lễ Chúa Giáng sinh. Trời dùng cựu Kim Sơn rất buồn, mưa tầm tã và sương mù dày đặc. Chế đến hai tô mì gói thay thế bữa cơm trưa xong, tôi mời Pinto tới phi trường rước gia đình ông bà Lưu Văn Vĩnh, gồm có 6 người, 2 vợ chồng và 4 đứa con từ 12 đến 19 tuổi, 2 trai và 2 gái. Khả năng của Pinto chỉ chở được 4 người, thế mà tôi đã chở 7 mạng. May là vật dụng đồ đạc của gia đình này rất ít, mỗi người chỉ có một cái xách tay nhẹ. Dù vậy, khi 7 người lên xe, Pinto than thở ì ạch và chạy hết muốn nổi. Tôi phải năn nỉ Pinto ráng chạy, và tôi lên tiếng yêu cầu tất cả các người trên xe cùng tôi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để hộ niệm cho Pinto có thể lết về đến chùa. Dĩ nhiên chúng tôi chạy khá chậm, trên freeway mà Pinto di chuyển chỉ 50 cây số một giờ và không thể đi nhanh hơn nữa. Khi chúng tôi gần vào thành phố San Francisco, sắp rẽ vào exit đường Mission và Venice, thì gặp một đoàn xe vài chục chiếc phía trước đang dừng lại bởi một tai nạn lưu thông bất ngờ. Nhưng vì sương mù dày đặc nên tôi không thấy rõ các xe đang kẹt và ngừng ở phía trước. Khi nhận ra là chiếc Pinto của chúng tôi sắp nhào tới hút vào các xe phía trước, chân tôi tự động đạp ngay thắng xe cái rộp nhanh như chớp, khiến Pinto quay tròn trên freeway đến hai vòng, lật 4 bánh xe lên trời và rồi trả về vị trí cũ như lúc xe đang chạy trên đường lộ. Cũng may là trong giây phút chiếc xe Pinto làm trò xiệt, không có chiếc xe nào khác ở phía sau đâm tới. Nhờ vậy mà tất cả 7 mạng chúng tôi trong xe và Pinto được an toàn, không một ai bị thương tích nặng. Cảnh sát công lộ và nhân viên cứu thương nghĩ là tất cả chúng tôi đều là các diễn viên tài ba của gánh xiệt quốc tế, nên vừa kinh ngạc vừa trầm trồ thán phục và vừa chúc lành khi thấy 7 mạng chúng tôi lần lượt xuất hiện trình diện từ trong chiếc Pinto nhỏ thó. Vì vậy tất cả chúng tôi đều được xe cứu thương đưa vào bệnh viện để khám nghiệm các chấn thương bên trong. Chúng tôi phải ở lại trong bệnh viện suốt một đêm và một ngày. Sau đó các bác sĩ tuyên bố là sức khỏe chúng tôi ok và cho xuất viện. Sau hơn một tháng tôi mới tỉnh táo để lái xe trở lại được và vẫn tiếp tục cùng Pinto đi phi trường đón bà con từ các tàu tị nạn đến Hoa Kỳ. Sau tai nạn thập tử nhất sanh này, cả gia đình ông bà Chỉnh rất tin tưởng sự linh nghiệm cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà Chỉnh nói với tôi rằng nhờ thầy dạy chúng tôi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngay từ lúc vừa bước chân lên xe nên mới thoát được tai nạn hiểm nghèo. Sau tai nạn ấy, cả nhà chúng tôi được thầy khuyến khích thỉnh tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ. Ông nhà tôi hết sức nghe theo lời thầy và làm ngay. Trước đó mỗi khi ai nói tới việc thờ Phật, lễ Phật, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ông chồng tôi cho là mê tín và nói đó là việc của mấy mụ đàn bà yếu đuối, dễ vui. Bây giờ ông nhà tôi thay đổi hẳn tính tình và không còn nói bậy, nói kiểu bôi bát nữa. Tôi và nhà tôi nghe lời thầy phát nguyện ăn chay tịnh. Hai vợ chồng chúng tôi không còn mơ tưởng và thèm khát cá thịt nữa. Các cháu cũng tham gia ăn chay với chúng tôi một tuần hai lần. Cũng nhờ nghe lời thầy mà cả hai vợ chồng chúng tôi ngồi thiền 15 phút, tụng chú Đại Bi và đọc kinh Phổ Môn vào mỗi buổi sáng. Buổi tối chúng tôi đọc kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát trước khi đi ngủ. Nhờ sự tin tưởng Tam Bảo và thực hành việc ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật đều đặn mỗi ngày mà tinh thần của chúng tôi rất thoải mái, an ổn. 4 đứa con chúng tôi đều rất chăm học và hiếu thuận. Thưa thầy, bây giờ chúng tôi mới rõ là khi gặp hoạn nạn thì người ta mới phát tâm tu tỉnh tha thiết. Và bây giờ cả nhà chúng tôi đều đặn nhau là lúc không gặp nạn cũng nên cố gắng ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, làm lành, lánh ác. Thưa thầy, bây giờ gia đình chúng tôi biết tu tập theo lời thầy dạy nên cả nhà ai nấy đều rất vui và có nhiều hạnh phúc. Để lưu lại sự tích có vẻ như chuyện phim nhưng rất thực này, tôi có viết mấy dần thơ lục bát để tặng cả nhà ông bà Vĩnh làm quà tinh thần và welcome họ to America. Mỗi khi gặp phải tai ương, sợ lo nghĩ đến vô thường rối tâm, chí thành lễ niệm Quán Âm, giữ gìn trai giới lỗi lầm tránh xa, phúc lành ấm dậy một nhà,
ngày đêm tưởng tới Phật Bà Quán Âm. Nam mô cứu khổ tai nạn, mắt thương bảo hộ tai ngàn chở che. Quán Âm Bồ Tát lắng nghe, hóa thân vô lượng tùy duyên độ đời. Dù cho sóng gió trùng khơi, mẹ hiền linh hiển chẳng rời từ tâm. Nhiệm màu vô lượng thậm thâm, thường nên kính lễ Quán Âm mẹ hiền. Khổ đau nhiều có bao nhiêu, cũng đều dứt sạch bấy nhiêu ách nàng. Chúc lành đến Mỹ bình an, sống vui tỉnh thức thanh nhàn thảnh thơi. Bàn tay mẹ hiền cứu nàng. Thầy Suhita, người Mỹ, một trong các đệ tử lớn của Hòa Thượng Thích Thiên Ân tại Thiền viện Quốc tế ở thành phố Los Angeles. Tôi thường mời thầy đến giảng Phật Pháp cho Phật tử Việt Mỹ tại chùa Từ Quang, San Francisco và chùa Kim Quang, Sacramento. Thông lệ, mỗi Chủ nhật chúng tôi nói Pháp, hướng dẫn Phật tử đọc kinh cầu nguyện và ăn cơm trưa tại chùa Từ Quang trong vòng 3 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau đó, chúng tôi phải lái xe 2 tiếng đồng hồ đến chùa Kim Quang ở Sacramento giảng Pháp, làm lễ cầu nguyện và sinh hoạt với các Phật tử ở đây. Hồi đó, vào các năm 1977-1979, chùa Kim Quang đang là một căn nhà thuê khiêm tốn, nằm trên đường Wall, cạnh con sông lớn ngang qua phía tây nam thành phố Sacramento. Thầy Suhita là người bạn cùng tu rất hiền lành và đức hạnh. Hoài nghi của thầy rất mực khiêm tốn, đỉnh đạt, thông dong và thảnh thơi. Song tôi hay chê thầy là người lái xe phản ứng quá chậm, nên đôi khi có thể mất mạng. Bị tôi chê, thầy chỉ mỉm cười và chậm rãi nói: "I try to do my best." Hôm đó là chiều Chủ nhật, giữa tuần tháng 8 năm 1979, tôi vừa bị cảm chưa lành. Và vì làm quá nhiều việc trong tuần nên đuối sức. Vì vậy, trên đường đi giảng Pháp tại chùa Kim Quang hôm ấy, tôi nhờ thầy Suhita lái xe để tôi được ngủ lấy sức trên đường đi tới chùa Kim Quang, thủ phủ Sacramento. Trước khi cho xe đổ máy, thầy Suhita xin phép tôi được hút thuốc lá trong khi lái xe. Tôi trả lời một cách dứt khoát: "No way." Thầy hơi buồn và yên lặng. Và đó có thể là nguyên nhân đã xảy ra tai nạn khủng khiếp trên freeway hôm ấy. Tôi ngủ, thầy Suhita cũng ngủ. Lái xe mà ngủ vì không được hút thuốc. Khi tôi vừa tỉnh ngủ thì nghe tiếng ngáy phe phe của thầy Suhita theo nhịp thở đều đều của một người ngủ say, ngủ ngon giấc. Không thể làm gì hơn, như một phản ứng tự nhiên, tôi chỉ kêu lên: "Mẹ hiền Quán Âm ơi, cứu chúng con." Ngay lúc đó, chiếc xe Pinto nhỏ cũ kỹ của chúng tôi chạy uốn lượn trên freeway như con rắn cục đuôi, trườn tới một cách nhanh nhẹn, thiền xảo, vượt khỏi những con rắn sắt đang bò mau lẹ, ngay hàng thẳng lối bên cạnh quốc lộ 80, đi về hướng Tây. Trong khi đó, thầy Suhita vẫn tiếp tục ngủ, và tôi không đủ can đảm để thức thầy Suhita dậy một cách bần thật. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại, niệm Phật Bà Quán Âm và phó mặc cho nghiệp dĩ. Rầm, một tiếng chát chúa xé rách màng tai. Tiếp theo sau, tôi nghe văng vẳng một âm thanh nhẹ nhẹ: "Các thầy bình yên, mọi chuyện qua rồi." Mở mắt ra, tôi thấy thầy Suhita đã thức dậy với vẻ mặt hớt hải, tái nhợt. Chiếc Pinto nằm sát bên lề đường. Phía sau có chiếc xe lớn của một bà Mỹ tóc đen, gốc người Á Châu. Xe bà đã hút vào đít xe chúng tôi và cả hai chiếc văng vào lề đường rồi dừng lại. Xe chúng tôi bị hút mạnh nên bay luôn một phần đít xe. Xe của bà Mỹ có tên là Judy, vì quá lớn và khỏe nên không bị hề hấn gì. Cả ba chúng tôi đều sống sót, không một ai bị thương tích. Mừng quá, chúng tôi nói chuyện với nhau một đổi, rồi cảnh sát công lộ tới hỏi thăm sức khỏe. Tôi thú nhận với cảnh sát
là xe chúng tôi lỗi vì đi trên freeway mà chạy chậm trì, nên xe của bà Sudi hung đít, nhưng hung nhẹ nhẹ thôi. Tất cả chúng tôi đều bình yên vô sự. Tuy vậy, trên nguyên tắc, cảnh sát vẫn làm thủ tục và ghi rõ là xe của bà Sudi lỗi vì từ sau ủi tới xe trước. Bà Sudi cũng đồng ý theo lời báo cáo của cảnh sát, và nhờ vậy hãng bảo hiểm của bà Sudi có gửi cho chúng tôi 5.000 Mỹ Kim. Nhờ vậy tôi tậu được một cỗ xe Nova đời mới hơn chiếc Pinto cũ kỹ. Trong lúc tôi ngủ và thầy Suhita cũng ngủ trên đường freeway với tay lái thiện nghệ, tôi mơ màng thấy mình đang cứu một em bé khoảng 9 tuổi bị rắn độc cắn. Tôi đưa miệng hút máu độc từ chỗ thương tích của em, và tôi vội nhai một đấm cỏ dại mà mẹ tôi thường gọi là dược thảo để chữa trị cho em bé. Tôi vừa làm việc ấy xong thì mẹ em bé chạy lại mừng rỡ và nói: "Thầy cứu con tôi, và tôi cũng vừa cứu mạng sống của cả hai thầy." Thầy Suhita cũng kể lại rằng khi thầy thiếp đi trong giấc ngủ, thầy cảm giác rất rõ là có một đứa con nít khoảng 9-10 tuổi cầm tay lái cho thầy, nên thầy mới ngủ êm như vậy. Tôi nói với thầy Suhita: "Lần tới thầy được phép hút thuốc khi thầy làm tài xế cho tôi." Ôi, bàn tay mầu nhiệm, bàn tay của bé thơ, hay bàn tay Bồ Tát, bàn tay nào cũng là bàn tay thật diệu kỳ. Nếu không Quán Âm hiện, cũng bàn tay hiển linh. Xin cúi đầu kính lễ tri ân đấng vô hình, tri ân em bé lạ trong giấc ngủ bình an, tri ân thầy tài xế bạn hiền Suhita. Nhờ giới đức nghiêm tịnh được quý nhân phò trì, cảm ơn hãng bảo hiểm của người đẹp Judy, gửi cúng 5.000 chẵn để mua chiếc Nova. Ân tình này khó tả, kỷ niệm này khó quên. Mang ơn đời khó trả, xin ân trên chứng thành. Con nguyện tu tập tốt, đáp đền ơn nghĩa sâu, không lơ là chểnh mảng trong hạnh nguyện lời tha. Con nguyện lòng truyền bá giữa nỗi khổ ta bà, pháp từ bi thâm diệu, lợi ích chúng hằng xa. Trì niệm thần chú Đại Bi. Thần chú Đại Bi là bao gồm các tên gọi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi câu Đại Bi chú là mỗi hóa thân trong vô lượng hóa thân của mẹ hiền Quán Âm. Toàn bài chú Đại Bi có 84 câu, và đó là 84 danh hiệu đầy thần lực mầu nhiệm của đấng Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy, ai thường đọc tụng thần chú Đại Bi nhiều lần trong mỗi ngày là người ấy thường xuyên trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Người thường xuyên trì tụng thần chú Đại Bi, người ấy có niềm vui lớn, có cảm giác bén nhạy, có năng lực kỳ diệu, có trí tuệ sâu sắc, có lòng thương rộng lớn, có bình an mọi thời, vượt qua mọi khổ nạn và tai ách. Người ấy làm được những điều lợi ích cho chúng sanh mà người đời khó có thể làm được. Người tu theo pháp quán từ bi và tụng trì Đại Bi thần chú để mưu cầu lợi ích cho đám đông đều thành công như ý nguyện. Cô Sương Ngọc thường đi chùa Việt Nam ở Los Angeles, bị bệnh ung thư cột sống đã đến thời kỳ nặng. Bác sĩ khuyên nghỉ ngơi để đợi ngày ra đi, không màng chữa trị nữa. Cô biết mình không tránh khỏi cái chết, nên cô suy niệm: đời người có một lần sanh và một lần tử, có chi mà phải nuối tiếc lo sợ. Nhờ vậy, cô đem tâm buông bỏ, đem tâm trống rỗng, đem tâm vắng lặng, và đem tâm nhất tâm mà trì tụng chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến. Có lúc khỏe, cô trì tụng nhiều hơn. Chỉ lúc mê, còn lúc tỉnh, dù cơn đau hành hạ, cô nhất tâm trì niệm chú Đại Bi. Cứ tụng mỗi 3 biến, cô lại gọi tên mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát 108, và cô cầu nguyện Bồ Tát hộ niệm cho cô có đủ năng lực để đối diện với chân lý sinh già đau chết. Đôi lúc cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay cả trong giấc ngủ và trong cơn mê nhập tâm như khi còn thức. Một hôm tụng thần chú Đại Bi, tâm thức cô đi vào trong cảnh giới vô hình và được bác sĩ Bồ Tát Quán Thế Âm
trị căn bệnh ngặt nghèo của cô bằng cách cho cô uống nước cam lục. Nhờ đó cô đã thoát khỏi ách nạn và cô đã tiếp tục sống cho đến nay. Đã trên 15 năm qua mà cô vẫn còn tươi vui, khỏe mạnh. Cô đã có cơ hội bảo lãnh chồng và các con từ Việt Nam qua họp mặt đầy đủ tại Mỹ. Vào đầu tháng 1 năm 2002 vừa qua, tôi về chùa Việt Nam ở Los Angeles thăm sức khỏe và hầu cờ tướng với Hòa Thượng Hội Chủ. Dịp này tôi có gặp cô Sư Ngọc và hỏi thăm về gia cảnh và sức khỏe của cô. Cô cho tôi biết Ôn Mãn Giác đã làm lễ điểm đạo cho cô và đặt cho cô pháp hiệu là Quảng Như Ngọc, chứ không còn cái tên Sư Ngọc nữa. Nhân đó tôi có cho cô bài kệ 4 câu như sau: Quảng dòng dõi thiền tông, thông dông giữa sắc không, như chân tâm lộ lộ, ngọc thể đẹp vô cùng. Cô Quảng Như Ngọc cho tôi hay, bây giờ gia đình cô ai cũng biết tu tập theo Phật Pháp và có hạnh phúc nhiều lắm. Vợ chồng cô bận công ăn việc làm, song không hề bỏ sót các giờ ngồi thiền, tụng kinh và lễ Phật sớm tối. Cháu lớn đã học ra trường và có việc làm tốt. Các cháu kế học giỏi, rất có hiếu, ngoan đạo và rất nghe lời cha mẹ trong việc thực tập Phật Pháp, ăn chay, niệm Phật. Hiện nay, vợ chồng cô vẫn tiếp tục tu phương pháp thiền và niệm danh hiệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Ngoài ra, mỗi tuần có đến 6 lần tụng trì Kinh Pháp Hoa, Hoa Phẩm Phổ Môn, Phẩm Pháp Sư và Phẩm An Lạc Hạnh. Trì niệm chú Đại Bi sớm chiều, rủ sạch phiền não hết cô liêu. Cõi lòng tươi mát ngàn hoa nở, gia đạo gội nhuận nếp thương yêu. Tật bệnh tiêu tan thọ miên trường, một đời phúc lạc sống an khương. Cháu con hiếu thảo treo gương sáng, pháp bảo từ bi nguyện cúng dường. Thần chú Đại Bi quả linh màu, hằng thường trì tụng tĩnh tâm sâu. Bao nhiêu nghiệp chướng đều rơi rụng, mỉm nụ chân như ráo lệ sọc. Xuân thì rừng già đã ngủ thật yên, bao năm ngồi đó một ngày duyên may. Rừng già núi ngủ chân mây, trăm năm lỗi hẹn nghìn say ngậm ngùi. Qua rồi ngẫm lại đêm vui, con sâu trên lá thân côi đợi chờ. Đếm đi đếm lại giấc mơ, đêm đêm nằm thấy tuổi thơ tình gầy. Bao giờ hoa nở đôi tay, quê hương ngày ấy dần mây tim hồng. Mỗi người là mỗi dòng sông, con ong hút nhụy sắc bông chưa mòn. Khép rồi ngôn ngữ bờ môi, chưa quên hờn dỗi bởi tôi con người. Gối đầu bên dậu hoa rơi, mà nghe như đã nhẹ vơi kiếp sầu. Rừng già trăng lặn đã lâu, trong manh áo cũ ngọc châu sáng lòa. Thời gian cởi bóng câu qua, không gian ôm dáng xuân thị còn nguyên. Diệt trừ tánh nóng giận. Ông Nguyễn, giáo sư dạy toán lý hóa cho một trường tư thục ở Phú Nhuận, Sài Gòn trước năm 1975. Khi di cư qua Mỹ, ông làm nghề cắt cỏ ở vùng Los Altos gần thành phố San Jose. Nhờ nghề cắt cỏ, săn sóc vườn tược, làm đẹp cây cảnh cho các nhà giàu người Mỹ trong vùng, mà vợ chồng ông Nguyễn trở nên khá giả. Họ mua được một căn nhà rộng rãi, sang trọng bên bờ biển Santa Cruz với cảnh trí rất thơ mộng. Tuy vật chất đầy đủ và cái ở, cái ăn, cái mặc không thiếu một thứ gì, song vợ chồng và bốn đứa con ông Nguyễn không mấy có hạnh phúc bởi tánh tình nóng nảy của ông. Mỗi lần ông nổi giận lên là ông la lối nặng lời vợ, các con, khiến cả nhà rất bất bình, đau khổ và chán nản cách hành xử cẩu thả của ông. Ông Nguyễn nổi giận rất dễ và bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chuyện nhỏ như ông đi làm về, thấy có mùi hương thấp cúng trong nhà, hoặc một vài cái kiểng bị héo, hay chén bát đã rửa mà bài biện không ngăn nắp, vân vân, là ông nổi cơn lôi đình. Mấy con lớn và vợ của ông dám phát biểu thẳng thắn rằng
Từ khi chúng tôi có căn nhà mới là tánh tình ông chủ nhà này như bị quỷ ám ma nhập. Vì bị ám ảnh quá nặng về ma quỷ nên có lần họ đã mời đại chúng tu viện Kim Sơn về nhà cúng làm phép cầu an. Nhưng đó mà chúng tôi có dịp đến nhà họ và quán sát chuyện ma ám quỷ nhập nơi con người của ông Nguyễn. Sau khi thân quen và nghiên cứu vấn đề, chúng tôi biết khá chính xác là bản tánh hiền lành của ông Nguyễn trở nên nóng nảy, chấp trách cực điểm là vì ông làm việc quá cố gắng, quá cực nhọc nên ông bị căng thẳng, xáo trộn thần kinh. Không những ông chủ nhà bị như vậy mà vợ và các con ông cũng bị căng thẳng, biến dị tâm lý vì cuộc sống mới, môi trường sinh hoạt mới và sự khác biệt của nền văn hóa mới đối với người Việt ly hương. Bằng vào đức tin, đạo đức truyền thống sẵn có của gia đình ông Nguyễn, bằng vào sự khéo léo giảng dạy, hướng dẫn và chỉ đạo của chúng tôi, mọi người trong gia đình ông Nguyễn được quy y Tam Bảo, phát nguyện thọ trì năm giới căn bản Phật dạy. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã hướng dẫn cho mọi người biết cách tham thiền, niệm Phật, trì niệm thần chú Đại Bi thường xuyên trong gia đình. Thần chú Đại Bi khó đọc và khó thuộc lòng, nhưng vì tin tưởng lời truyền đạt, giảng dạy cặn kẽ của chúng tôi, nên vợ chồng ông Nguyễn và các con đều phát nguyện tu tập, học thuộc lòng thần chú Đại Bi, để ai nấy tự tụng đọc mỗi ngày nơi bàn Phật, trong phòng riêng hay bất cứ lúc nào, ở đâu trong sự sống. Chỉ 4 tuần lễ hạ thủ công phu học thần chú Đại Bi, vợ chồng và các con ông Nguyễn thuộc lòng danh sách thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn như các chú tiểu ở chùa. Điều đáng mừng và đặc biệt nhất là ông Nguyễn đã hăng hái chủ động điều hành đời sống tu trì, trao dồi tâm linh của gia đình. Ông đã tổ chức được 108 lần pháp hội trì tụng Đại Bi chú tại đạo tràng nhà ông. Ngài làm lễ khai kinh và hôm hoàn tất pháp hội, chúng tôi đã chứng minh, giảng pháp và khai thị cho đại chúng. Bạn hữu và thân nhân có 27 người tham dự thường xuyên trong pháp hội tụng trì Đại Bi chú tại nhà ông Nguyễn. Sau 1 năm trì niệm Đại Bi chú, bây giờ không những ông Nguyễn mà vợ và các con ông, các bạn đạo của ông đều phát triển được tâm thương yêu rất rộng lớn, diệt trừ được tánh nóng giận, hóa giải được mọi căng thẳng tinh thần do áp lực của đời sống. Ông Nguyễn có làm bài thơ tự tỉnh treo nơi phòng khách. Trước khi thơ được lồng vào khuôn treo lên, ông Nguyễn có nhờ tôi xem để giúp chữa dần điều. Tôi thấy thơ phát xuất từ nội tâm thanh bình, tràn ngập đạo lý và đầy chân tình của một người ngộ, nên tôi thấy không cần thêm bớt chữ nào. Bài thơ có chủ đề là tự tỉnh như sau: Tôi, thằng Nguyễn, dạy học toán lý. Nước đổi dời đi làm cu ly, cắt cỏ dọn giường mấy nhà tỷ phú, lây lết thoát khỏi cảnh hàng di. Được cơm no chỗ nằm cao rộng, tâm nỗi khùng hơn cả ngộ không. Nóng nảy bất bình cơn sóng gió, khiến vợ con đau khổ khốn cùng. Mái ấm gia đình sắp tan nát, mai nhờ sư phụ sớm khuyên can, dạy niệm Phật duyên theo hơi thở, trì Đại Bi vượt khỏi gian nan. Nhà bây giờ như ngôi chùa nhỏ, sớm tối kệ kinh vui chuyện trò, vợ con chừ kết thành đạo bạn, thương hiểu nhau trên dưới thuận hòa. Sáng đi làm chắp tay kính lễ, chiều trở về tình đẹp như mơ. Cơm dọn sẵn hoa cài thơm phức, nụ cười hiền tỏa ngát hồn thơ. Cái giận hờn giờ đây chuyển quá, năm giới răng sen nở mấy tòa. Lòng kính thành tri ân diệu pháp, tỉnh thức rồi sung sướng hơn vua. Vì mù nên những ngày qua, dằn vặt lên xuống được thua nát lòng. Bây giờ tâm được thông dong, Đại Bi trì niệm tắm trong hạnh từ, giàu ra cười nói khoan thư, hạnh phúc có mặt bây trừ mai sau. Phép Phật ôi quá nhiệm màu,
Đại bi linh cảm biển sầu nở qua. Bỏ đam mê cờ bạc. Có ông họ Võ mở tiệm bán rượu tại thành phố San Francisco. Mỗi tháng tiền lời kiếm được trên cả 10.000 Mỹ kim. Nhưng ông rất cô độc vì bị vợ bỏ và các con không đứa nào thân thiện lui tới với ông. Lý do là ông có máu đam mê cờ bạc nên cháy túi. Nhà cửa bị bán, cơ sở làm ăn phải sang cho người khác. Ông lại còn mắc nợ bạn bè quá nhiều mà không trả nổi, bị lôi ra tòa nhiều lần, làm nhục nhã mất mặt và xấu hổ người thân. Thật đúng như lời người xưa nhắc nhở, cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà tan nát, người thân không còn, cô độc, gan ruột héo hon, lấy ai tâm sự nỉ non tháng ngày. Khi tài sản khánh kiệt, người thân xa lánh. Ông Võ đâm ra nghiền ngập, thất vọng và không tha thiết gì sự sống. Ông có bà cô ruột thương tâm, rước về nhà săn sóc, an ủi người cháu cô độc đau khổ này. Hai vợ chồng cô dưỡng ông Võ đều là người nhân đức, có tâm và có duyên tu tập theo Phật Pháp từ thuở còn nhỏ, nên hết lòng tìm cách làm lại cuộc đời cho đứa cháu của mình. Cô dưỡng ông Võ không chỉ là hai người thương duy nhất của ông, mà còn là hai nhà từ thiện chân chính, hai nhà tâm lý và giáo dục nhân bản. Hai vợ chồng biết tìm cách tâm sự, tự tay đi sắm đồ dùng, mua thức ăn về nấu các món mà hai ông bà biết là đứa cháu mình thích. Ông bà cũng còn biếu xén tiền túi cho ông Võ đi giải trí, uống rượu và đến la cà các hộp đêm. Bên cạnh đó, hai ông bà còn phát nguyện siêng năng hơn trong việc ngồi thiền, lễ Phật sám hối và trì tụng đại bi chú, nhằm hồi hướng thêm năng lực, ý chí cho đứa cháu đầy thương tích tâm thần lẫn thể xác. Kỳ diệu thay, sau trên 100 ngày hết lòng cung dưỡng và hạ thủ công phu trì niệm thần chú đại bi, người cháu họ Võ của họ tự nhiên tỉnh giác và có đủ sáng suốt can đảm để làm lại cuộc đời. Ông Võ một hôm đến quỳ lạy khóc dưới chân cô dưỡng già của mình và phơi bày ruột gan của một người biết ăn năn sám hối. Thưa cô dưỡng, cứ mỗi buổi khuya con nghe cô dưỡng trì đọc thần chú đại bi và đọc lên tên con để cầu nguyện cho con có đủ sáng suốt nghị lực mà xây dựng lại mái ấm và hạnh phúc gia đình. Con thật xúc động vô cùng. Con nghĩ đời con không ai hiểu và thương con bằng cô dưỡng. Đức hạnh và tình thương chân thật của cô dưỡng đã chuyển đổi được tâm tính lương tri của con rồi. Con xin nguyện từ nay trở về sau, con không phạm phải trò đam mê cờ bạc, uống rượu và sống bê tha nữa. Mong cô dưỡng yên lòng và tiếp tục dạy dỗ, nâng đỡ tinh thần cho con. Cũng từ hôm ấy, ông Võ bắt đầu học đại bi chú và trì tụng mỗi ngày 21 biến như lời cô dưỡng ông hướng dẫn. Ông Võ cũng bắt đầu phát nguyện ăn trường trai, không màng đến rượu thịt nữa. Đại chúng tu viện Kim Sơn đã trang trọng làm lễ quy y cho ông Võ trong dịp lễ Phật Đản năm 2001. Pháp danh của ông là Quảng Minh Đăng, có nghĩa là cây đèn sáng. Sau một năm tu tập trì tụng đại bi thần chú, vợ con ông đã trở lại đoàn viên, vui sống một nhà và hạnh phúc tràn ngập trong mỗi người. Ông Võ nghiện ngập đam mê rượu nồng cờ bạc, bỏ bê việc nhà, tiền tài sự nghiệp nát tan, vợ con đau khổ chẳng màng đói thương. May thay nhờ sớm tỏ tường, quy y Tam Bảo, chay trường niệm kinh, đại bi trì niệm sửa mình, một năm tu tập tánh tình đổi thay. Nhờ ơn cô dưỡng chỉ bày, thương giúp nâng đỡ nên nay sáng lòng, ăn năn giữ tấm tình trong, giới đức thanh sạch giải dòng quan khiên. Bây giờ con vợ đoàn viên, trên trên dưới dưới thuần duyên một nhà, đại bi trì niệm đấy mà, hữu cầu tất ứng thật là nhiệm sâu. Mấy lời ghi để ngàn sao, cho bao thế hệ nhắc nhau hành trì. Công đức bất khả tư nghị, biển lòng mở rộng đại bi không lường. Mẹ già hơi thu, dậy đi con,
lá vàng đã xuống. Vậy đi con, thu đẹp về rồi. Trời hôm nay tuyết rơi nhẹ nhẹ, mẹ ấm lòng, hoa nở bờ môi. Vậy đi con yêu của mẹ. Vậy đi về, về với tim yêu. Con yêu mẹ ngời trong mắt biếc, hay trong tim đượm cả nhiệm màu. Nếu quả tình là con yêu mẹ, khi trăng đầy gợi nét uyên nguyên, nói đi con là con thương mẹ, chớ khắc sầu trên đá ngủ yên. Nói đi con những điều muốn nói, đừng chờ lúc mẹ đã đi rồi. Đi đi mãi nghìn thu vĩnh biệt, xa xa rồi tình đẹp cao sang. Nói đi con lời nào yêu dấu, sao trên trời nhân chứng đêm nay. Nụ hoa cười nâng niu từng cụm, ôi tình mẫu tử đẹp ngàn năm. Sơn cư. Cậu lãng tử cai rượu. Cậu anh mới 23 tuổi mà say rượu túy lúy, chẳng thiết tha chuyện học việc làm. Khi tỉnh rượu thì cậu rất dễ thương, ai nhờ việc gì cũng làm được và làm thật tình. Cậu có tài nói năng hoạt bát, tính tình vui vẻ, lại bảnh trai và có chút mồm mép thượng lưu, nên khiến nhiều cô gái choi choai đam mê, như đam mê một tài tử nổi tiếng hào hoa Sở Lưu Hương trong phim Tạp. Đó cũng là cái nạn khiến cậu anh đau khổ bi lụy chữa tình. Nhiều cô phê anh, nhưng cuối cùng cô nào cũng âm thầm rút lui có trật tự. Vì anh say không thấy trời đất, vì anh nghèo rớt mồng tơi, và vì các cô ghen tuông nói xấu nhau rồi đánh lộn nhau, đúng như tâm sự của nhà thơ say Bùi Chán. Yêu khi say tình yêu biển cả, ngồi lên thuyền hát bản triều ca. Giông bão đến ôi còn đâu nữa, thân không còn tình cũng ra ma. Anh là một chàng trai thông minh dễ thương, nhưng vì mang phần kiếp cô độc đơn côi, và trong con tim mang đầy oán hận, hận ba mẹ ly dị bỏ bê con cái, hận bạn bè hất hủi rẻ khinh, hận tình đời bội bạc không ai thành thật chung thủy. Từ đó cậu anh bắt chước người xưa, khi đau khổ thì mượn chén rượu giải sầu. Khi đau khổ giải sầu tiêu sái, ly rượu nồng ngây ngất hồn đơn, quên đi tuổi nhục trên đời, áo quan phó mặc ông trời phải khiêng. Cậu anh có một người chị ruột tên Trang, là nha sĩ và đã đi lấy chồng. Chồng cô Trang cũng làm nha sĩ. Cả hai vợ chồng có đến tu viện Kim Sơn tham dự hai khóa tu vào mùa xuân và mùa hè năm 1995. Qua đó, chúng tôi biết tình trạng nghiện ngập của người em và được chúng tôi soi sáng, hướng dẫn cách chữa trị bệnh nghiện rượu của cậu anh. Sau khi tiếp xúc với chàng trai trẻ này, chúng tôi đề nghị anh nên tập ăn chay và ở lại tu viện một tháng làm công quả. Anh nghe lời và rất thích cảnh núi rừng yên tĩnh, thiên nhiên của tu viện. Chúng tôi đã hướng dẫn cho anh về cách ngồi thiền. Chúng tôi nói rõ, nói cặn kẽ về sự hư hoại của các tế bào tim, gan, bao tử, phổi, thận, các hệ thần kinh não và toàn cơ bắp. Rồi chúng tôi tâm sự về niềm đau nỗi khổ của tuổi trẻ trong xã hội mới, một xã hội giàu có vật chất nhưng thiếu tình người, tình thương chân thật. Anh nghe và đã khóc, khóc rất nhiều. Anh khóc vì xúc động, vì cảm thấy ít ra trên đời này cũng có người thương và hiểu tâm trạng hoàn cảnh của mình một cách chân tình sâu sắc. Thay vì dạy trì tụng thần chú đại bi hơi dài, không thích hợp với tuổi trẻ, chúng tôi chỉ hướng dẫn cho anh đọc ngắn gọn câu cuối đúc kết của bài kinh đại bi là Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Xà Dạ Ta Bà Ha, và lễ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 108 niệm và kính lễ. Phương pháp rất đơn giản là sau khi đọc đủ 108 lần câu kết ngắn thần chú đại bi là tiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và kính lễ đức từ bi rộng lớn của Đấng Mẹ Hiền Quán Thế Âm 12 lạy thông thả. Ngoài các sinh hoạt như ăn cơm, lao tác, tập khí công, tọa thiền, tụng kinh, lễ sám chung, cậu anh rất quan hỷ.
tích cực thực hành theo phép niệm lễ Đức Quán Thế Âm và hành trì toát yếu thần chú Đại Bi. Thay vì ở lại tu viện một tháng, anh đã xin tiếp tục ở lại tu viện đến 3 tháng để tu tập với đại chúng. Kết quả, không những anh đã bỏ được rượu mà còn bỏ luôn các tâm lý oán hận, trách móc, chán đời, tiêu cực, lười biếng, thiếu thương thân, thiếu trách nhiệm và bổn phận của một người trai trẻ đối với giống nòi cùng các thế hệ tương lai. Sau 3 năm, vợ chồng anh chị nha sĩ của anh nuôi anh ăn học. Anh đã có bằng kỹ sư điện tử và đang đi làm lương rất khá. Anh có tâm sự với chúng tôi: con không muốn lập gia đình vì con biết rõ là con chưa đủ kinh nghiệm và khả năng quán chiếu để thương cho trọn vẹn một người con gái trong thời đại mới. Con nhớ một tư tưởng gia nào đó đã nói: trái tim đàn bà là một thế giới kỳ đặc và quyền bí, nhưng cũng đầy giông bão và hố sâu của vực thẳm đại dương. Vì vậy, con phải có công phu tu tập thiền định để thấy rõ vấn đề hơn, chứ không thể xem thường dễ vui trong tình yêu như những ngày chưa gặp bạn hiền, thầy sáng. Vì nghiện ngập say mềm rượu đắng, tình yêu như phụ bạc xa lầy, bỏ bê chuyện học việc làm. Mai thay thấy đạo gặp thầy dạy khuyên, nguyện giữ giới ăn chay lập hành, niệm Quán Âm trì chú chí thành. Linh màu cảm ứng hữu duyên, từ bi cứu khổ mẹ hiền chở che. Nhờ tỉnh trí nên học sáng dạ, chỉ 3 năm đỗ đạt vinh gia. Tiền tài sự nghiệp trong danh, đạt thành như ý gương lành thơm hương. Nguyện rồi rượu chẳng vấn dương, hạnh phúc có mặt tình thương ngập tràn. Hạnh phúc của bạn: thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành. Ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình. Ngay trong trái tim ta, Sơn Cư phát nguyện bỏ ngoại tình. Chồng bà ấy là một giám đốc hãng điện tử, lương rất cao, tánh tình lại hiền lành, cởi mở và rất dễ chịu đối với mọi người. Bà nói nghĩa với ông chồng này sau khi cả hai đã nửa đời hương phấn. Trong một dịp tới bệnh viện thăm, khi bà mắc phải bệnh ung thư tử cung đến thời kỳ trầm trọng, các bác sĩ khuyên người thân để bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi và đợi ngày tiễn biệt. Chúng tôi, đại chúng 25 thầy và các sư cô tu viện Kim Sơn đã đến thăm bà tại nhà riêng. Sau khi đọc kinh cầu nguyện, làm lễ quy y và nói lời khai thị, bà đã khóc và muốn tỏ bày tâm sự với một mình tôi. Bà nói: chuyện riêng của con dài dòng lắm, ê chề lắm, trần tục lắm, đau khổ lắm, tủi thân lắm. Thầy chịu khó nghe, chứng minh cõi lòng thành thật của con qua vài 3 câu chuyện của một đời tội lỗi và cho con được cử hành một lễ sám hối để khi con ra đi cho nhẹ nhàng. Tôi nói: đại chúng và thầy đã cử hành lễ quy y, truyền trao 5 giới cho Phật tử rồi. Giờ đây chúng ta là những đứa con tinh thần của Đức Phật, tình như ruột thịt. Thầy sẵn sàng lắng nghe và sẽ hướng dẫn Phật tử làm phép sám hối giải tội cho đoạn đời chưa làm con Phật chính thức của một Phật tử. Người đời chưa hiểu lý nhân quả, chưa phát tâm tu tập theo Phật pháp thì khó lòng tránh khỏi lỗi lầm. 5 giới răng Đức Phật dạy cho Phật tử tại gia là tấm gương phản chiếu. Giả như Phật tử có khuyết điểm điều nào trong 5 giới, đó cũng là chuyện thiếu duyên, không may mắn quy y Tam Bảo sớm mà thôi. Bằng sự an ủi mở lời chân thành tế nhị của tôi, bà nhắm mắt khóc nức nở một hồi, rồi thổ lộ tận cùng đáy tim gan của một người sắp qua cửa tử và cũng có thể vượt thoát sinh tử ngay đây, ngay thân này và kiếp sống này. Thưa thầy, người chồng thứ nhất của con là một vị tu sĩ hoàn tục. Con để ý tới và yêu người hồi người còn ở trong một đạo viện. Con là một nữ cán sự trẻ, đẹp và kiêu tính, song đã đắm lụy tình cảm
khi săn sóc bệnh cho vị thầy tuấn tú hiền lành này. Bằng mọi thủ thuật trong cách giúp đỡ, nói chuyện, săn sóc, liên lạc qua lại và tâm tình, kết quả con đã chiếm hữu trái tim vị thầy, và hai đứa con đã thương nhau rồi trở thành chồng vợ một cách không chính thức. Vì gia đình đôi bên đều ngăn cản việc thành gia thất của hai đứa con. Sau khi ăn ở với nhau rồi, con đã lén lút chồng con để ngoại tình với những bạn đồng nghiệp, vì chồng của con không có khả năng sinh lý. Chúng con có hai đứa con, nhưng không có đứa nào là con chính thức của chồng con. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng con cứ lục đục nhau hoài, và trải qua gần 12 năm không có một ngày hạnh phúc. Chồng con đã đi vượt biên với vài người bạn và mất tích trên một chuyến tàu vào tháng 4 năm 1982. Sau khi nghe tin chồng mất, đáng lý con phải đau buồn xót xa, nhưng trên thực tế con không có một cảm giác gì thương tiếc cả. Từ đó con mới biết trong lòng thật chính xác là con không còn một chút yêu thương đối với người tình cũ. Con qua Mỹ năm 1985 bởi người chồng hiện nay là một người đàn ông chán ngán vợ về Việt Nam thăm, rồi hai người chúng con quen nhau và ông bảo lãnh cho con đi Mỹ với giấy hôn thú là chồng vợ. Ông chồng này đối với con rất tốt, lo lắng cho hai đứa con riêng, một gái và một trai của con. Cả hai cũng được đi Mỹ học đỗ đạt và thành tài. Một đứa là nha sĩ và một đứa bác sĩ quân y. Nó hay đi các nước ngoài để hành nghề quân đội. Chồng con đối xử với con còn tốt hơn thân thể, trái tim và sự sống của ông. Thế nhưng ông cũng phạm cái tội là bất lực, nên con phải ngoại tình để thỏa mãn nhu yếu thể xác. Con đam mê cái đó quá nhiều và rất nhiều. Chồng con biết rõ chuyện này, nhưng ông làm lơ, và gần như ông âm thầm cho phép con được tự do phóng khoáng theo tinh thần của một đàn bà thời đại. Con mong cho ông bỏ con để con khỏi bị lương tâm cắn rứt, nhưng ông tận tình săn sóc con mọi điều, từ vật chất đến tinh thần. Và ông cứ bảo là anh yêu em hết lòng, anh yêu em trọn đời. Ông nói với tất cả tấm lòng, trái tim của ông, chứ không phải nói để lường gạt dối trá, đưa đẩy bằng đầu môi, chót lưỡi của ông. Đó là điều làm cho lương tâm con rất lúng túng và khó xử trí. Con không biết phải nói làm sao, hành động thế nào cho phải của một người vợ có nhiều vụng trộm và bất an trong lòng gần suốt cả một cuộc đời. Mỗi khi nghe những chuyện không quen nghe và chưa từng nghe, tôi có thói là thở thật sâu, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tập trung tâm ý về một mối để định thần, để thấu hiểu và để phán. Một đề mục nào quá khó, tôi không thẩm thấu và không thể phán quyết được ngay, thì tôi chỉ đọc thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Lần này tôi đọc không chỉ 7 biến, mà tôi đã đọc đến 21 biến thần chú Đại Bi một hơi dài trong định tâm. Đến khi mở mắt, tôi thấy bà chắp tay quỳ gối ở dưới sàn nhà. Nhân đó tôi ra hiệu cho bà và người thân trong nhà đến trước bàn Phật trong phòng khách để phát lộ và tác lễ sám hối. Tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã lạy tất cả là bao nhiêu lạy, nhưng hậu quả là đầu gối của họ đều rung rinh như muốn rớt. Họ vui vẻ mà báo cáo cho tôi biết như vậy. Riêng tôi thì lạy Phật là một cái thú và thói quen mỗi ngày. Kỳ diệu thay, qua buổi sinh hoạt tâm linh này, bệnh của bà trở nên nhẹ nhõm cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi có dẫn thêm lời các bậc thầy lớn giảng giải cho cả nhà nghe là tội từ tâm tạo, nên bây giờ đem tâm này tha thiết ăn năn sám hối, tâm này trong sạch, không còn phạm các lỡ lầm trước nữa, thì tội cũng từ đó mà tiêu tan. Tội tiêu tan rồi thì tâm thần an lạc nhẹ nhõm. Đó là công năng và lợi ích thiết thực của việc sám hối. Tôi có đề nghị là cả nhà nên lạy Phật và lập nguyện sám hối mỗi ngày để tiêu tan nghiệp chướng, chuyển hóa các việc làm xấu từ nhiều kiếp đến nay. Vì người bệnh không muốn chết, vì người thân muốn người mình thương được sống lâu,
được tai qua nạn khỏi, nên cả nhà đều nghe lời tôi và xin được thọ phép sám hối mỗi ngày. Sau một tháng cử hành làm phép sám hối, bệnh ung thư của bà đã thuyên giảm và bà tiếp tục sống thêm được 4 năm. Trong 4 năm đó, bà sống với tâm trong sạch, an vui và đầy hạnh phúc. 4 năm sống được trọn lành nhờ pháp sám hối chí thành tâm tư, nghiệp xưa nay được tiêu trừ, vượt qua khổ nạn, thừa dư phước điền. Phương pháp sám hối lỗi lầm. Sau đây là phép sám hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà chúng tôi phương tiện soạn ra giúp mọi người trong nhà dễ nhớ, dễ thực tập. Bất cứ ai có bệnh tật, có thói xấu, có hậu quả xấu do ác nghiệp gây nên, như đau ốm, bác sĩ bó tay, thuốc thang không chữa trị, bệnh uống rượu, nghiện ngập, bệnh cờ bạc tán gia bại sản, bệnh tham dục ngoại tình, bệnh nóng giận, bệnh ác khẩu, ưa gây gỗ, mạ lị, chửi mắng nặng lời người, bệnh gian dối lừa gạt vân vân, đều có thể thực tập phép sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu tệ gây khổ đau cho bản thân, gia đình đời này, đời sau. Nghi thức sám hối. Chọn giờ yên tĩnh trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhất là từ 4 giờ đến 7 giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép sám hối, nên tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, thay y phục và bận áo tràng dài. Kế đến, thắp 3 cây hương thơm, thỉnh 3 tiếng chuông và quỳ gối nói lời phát nguyện: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Đệ tử con tên, pháp danh, tuổi, sinh ngày, tháng, năm. Hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép sám hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo đều được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm lớn, và xin Tam Bảo gia hộ cho con có đủ nghị lực, trí tuệ sáng suốt để con có thể làm được nhiều điều lợi ích cho con và cho hết thảy những ai đau khổ. Cúi xin 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho con. Nguyện xong, cắm hương lên lư và bắt đầu lạy sám hối, đứng thẳng, chắp tay đọc lên lời sau đây. Mỗi lần đọc lên một tên Phật hay Bồ Tát, lạy xuống 1 hay 10 lạy thông thả với 3 hơi thở. Đọc như vậy: Đệ tử con tên là, pháp danh. Từ trước đến nay, do vì 3 nghiệp tham sân si từ thân miệng ý đã gây ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. Xướng lên từng danh hiệu: Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Giá Na Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thiên Bách Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát 8 lạy. Lạy đủ 108 lạy, quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện: Sám hối pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Mỗi ngày sám hối 1 lần, trong vòng 3 tháng bệnh sẽ thuyên giảm và cầu điều gì sẽ như ý nguyện. Nếu sức khỏe yếu kém, không đủ thì giờ để lại đủ 108 lạy 1 lần, thì 1 ngày có thể thực tập 2 lần, mỗi lần có thể lạy 54 lạy thay vì 108 lạy. Nghĩa là mỗi khi niệm một danh hiệu Phật hay Bồ Tát, ta có thể lạy 5 lạy thay vì lạy 10 lạy.
Nếu tuổi lớn, thân thể kiệt sức không thể lạy, ta có thể ngồi trên ghế, chắp tay và thành tâm mà đọc lời sám hối cũng có tác dụng. Pháp sám hối quan trọng là chỗ thành tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm. Tội từ tâm khởi phải đem tâm sám hối, tâm chí thành ăn năn, tội sẽ tiêu trừ. Tội tạo ra vô số từ các kiếp trước, một kiếp này nhất quyết trả quả cho xong. Nếu không tội lỗi sinh lời, chìm trong biển khổ đời đời khó ra. Sám hối lòng phải thiết tha, sửa tâm bồi đức mới là hiền nhân. Kim sơn cõi tình. Kim sơn cõi tình trải nguồn thơ, núi ngủ chân mây biển đợi chờ. Cổ thụ lên ngôi cung quế nguyệt, đá kình đạp gió quét trời mơ. Bình minh lộ hiền chim hát ca, không gian nắng ấm rồi ta bà. Thời gian hẹn ước về vô trụ, tỉnh tọa bồ đoàn ta với ta. Cõi tình ai nào bảo tịch liêu, trăng thanh nhã ngọc dáng yêu kiều. Chuông ngân tỉnh mộng dài muôn kiếp, đạo vàng gói tròn giọt thương yêu. Gác bỏ trần tâm nhẹ cõi lòng, nợ đời dây trả, trả cho xong. Kim sơn cõi tình vui ngày tháng, tự tại an nhiên bước ngược dòng. Sơn cư.